hồi phục 20 điểm so với giá đóng cửa của phiên hôm trước. Nhưng bản chất thị trường của chúng ta sau trong cái phiên vừa rồi thì nó có một mức dao động cực kỳ lớn, đâu đó khoảng 30 điểm chứ không phải là 20 điểm. Khi mà thị trường của ta xuyên thủng qua 1220 về vùng 1216, sau đó có một nhịp hồi phục 20 điểm, 30 điểm lên cái mức là 1248, đóng cửa cái mức giá rất cao. Sự quay trở lại của thị trường đến từ cái sự ngỡ ngàng của rất nhiều anh chị nhà đầu tư mà chúng ta đã có những giao dịch trên thị trường trong thời gian vừa rồi, ở trong trạng thái là chúng ta mua đuổi hoặc là chúng ta bán đuổi. Thị trường như thế nào ạ? Thị trường thì liên tục thay đổi và vận động ở các độ biên độ lớn, lên càng cao gió càng to, bởi vì khi thị trường tăng điểm thì cũng có rất nhiều người bán ra, nhưng khi thị trường chỉ cần giảm điểm mạnh, tức là tất cả các vùng giao dịch của thị trường bây giờ nó dồn lại trong những cái phiên giao dịch này, cái biên độ nó rất là lớn, lên càng cao thì gió càng to, cái biên độ dao động thị trường lớn. Nhưng anh chị nhà đầu tư của chúng ta cũng có thể thấy là còn nhà đầu tư thì như thế nào ạ? Nhà đầu tư thì liên tục ở trong trạng thái là nay đúng mai sai. Hôm qua những người sai thì hôm nay là đúng, hôm qua những người đúng thì hôm nay lại sai. Cái yếu tố này làm cho cái tâm lý của chúng ta liên tục bị rối bời ở thời điểm hiện tại, khi mà cũng có rất nhiều anh chị nhà đầu tư phiên hôm trước họ bán ra thì họ lại cho rằng là mình đúng và chờ đợi sự sụt giảm tiếp tục của thị trường. Nhưng dưới cái áp lực của cái lượng mua của nhà đầu tư cá nhân hoặc là cái lực hồi phục của thị trường thì trở lên cho họ là một vấn đề sai khi chúng ta đã bán ở những vùng giá rất thấp. Hay còn nói là những anh chị nhà đầu tư phiên hôm trước khi thị trường sụt giảm, chúng ta lao vào bắt đáy và ở cái mức giá nó không được đẹp lắm, hoặc là chúng ta làm gì, hoặc là chúng ta bắt đáy sớm, thì lập tức là ngày hôm đó chúng ta sai, nhưng phiên hôm sau thị trường hồi phục lên chúng ta đúng. Thì ở các trạng thái giao dịch này của thị trường nó nói lên vấn đề gì, và những gì anh chị cần phải để ý trong thời gian tới là như thế nào, liệu thị trường này nó còn cơ hội tiếp tục bứt phá với nhau để có thể là bứt phá đi lên một cái tầm cao mới hay không, thì anh chị cùng Nam sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay ha. Nếu nói về các hoạt động của tự doanh và khối ngoại thì anh chị cũng có thể thấy là hôm nay là tự khối ngoại người ta mua đâu đó khoảng gần 400 tỷ ha. Tự doanh thì người ta cũng có mua đâu đó khoảng 50 tỷ, nhưng bản chất những yếu tố này nó có nói lên cái cung cầu thật sự của thị trường hay không, những cổ phiếu mà anh chị đang nắm giữ liệu nó như thế nào và hành động sắp tới của anh chị ra sao, kịch bản nào là kịch bản mà thị trường đang có xu hướng hướng tới và anh chị cần làm gì trong thời gian tới, thì Nam và anh chị nhà đầu tư sẽ cùng nhau đi phân tích trong video ngày hôm nay ha. Ok, cũng chào mừng tất cả các anh chị nhà đầu tư chúng ta đã quay trở lại với kênh YouTube của Nam ha, Nam Invest. Thì tối nay Nam quay lại làm cái video cho chúng ta hình dung về thị trường một chút, một số các yếu tố anh chị cần phải để ý trong tuần tới, cũng như là cái cách mà chúng ta cần phải giao dịch như thế nào ở trên thị trường một cách an toàn nhất. Còn bây giờ tốt nhất thì có lẽ là Nam sẽ không nói, bởi vì là ở thời điểm hiện tại các yếu tố về mặt là nhận định thị trường hoặc là mình nhận định cổ phiếu thì chút nữa chúng ta sẽ đi nói rõ trong cái video cũng như là các bài phân tích trong hôm nay. Thì đầu tiên là nếu anh chị nào mà chúng ta chưa đăng ký kênh thì anh chị nhớ đăng ký kênh để ủng hộ Nam nhé. Thế thì sau cái phiên hồi phục này của thị trường thì lại một N cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta, thậm chí là Nam cũng có gặp rất nhiều câu hỏi của anh chị đầu tư nhắn tin hỏi cho Nam là thị trường này điều chỉnh xong cho em, thị trường này top trên là lại chưa, thị trường này liệu có tăng giá, thị trường này liệu có bức đỉnh. Thì có rất là nhiều các câu hỏi mình xoay quanh cái vấn đề, tức là cái tâm lý của anh chị phiên hôm trước chúng ta hỏi với nhau rất nhiều về việc gì ạ, phân phối đảo chiều điều chỉnh đúng không ạ, rồi bây giờ là tăng giá uptrend, rất là nhiều cái mới. Nhưng mà anh chị có thể hình dung được là tất cả các trạng thái mà giao dịch nóng của thị trường ở thời điểm hiện tại, cái đó thực ra đối với những ai mà đã xem video của Nam từ giai đoạn gần đây tới bây giờ, anh chị sẽ thấy được là những cái này không phải là cái mới. Những cái này là mình đã nói với nhau rất nhiều về việc dao động lớn của thị trường ở thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì nó thể hiện cái tâm lý hành vi của chúng ta có sự thay đổi rất lớn. Về việc là có một số nhà đầu tư người ta, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, người ta thông thường sẽ canh cái nhịp tăng rất mạnh của thị trường để người ta mua vào. Người ta bán ra, sau đó cái nhịp giảm mạnh thì người ta liên tục người ta mua vào. Người ta tạo cái biên giao dịch cho thị trường rất là lớn như thế, làm cho nhà đầu tư của chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái gì? Luôn luôn ở trong trạng thái bị hoang mang về cái việc là cái thị trường của chúng ta liệu nó có tăng nữa hay không, hay là nó vừa đạp xuống một cái, những nhà đầu tư vừa bán ra, chúng ta chờ đợi mức giá rẻ hơn để mua nhưng thực ra nó không có, hay còn nó là cái mức độ chiết khấu từ cái vùng giá anh chị bán ra thực sự nó không đủ để cho anh chị tham gia trở lại, và lập tức anh chị là ở trong trạng thái là canh mua vào rất là quyết liệt, và trong lúc mà thị trường đạp thì anh chị lại đem hàng ra bán rất là quyết liệt. Thì những cái vấn đề này nó tạo ra cái tâm lý cực lớn, nó tạo ra cái biên dao động cho thị trường nó rất là lớn, bởi vì bây giờ ai cũng mong muốn bảo quản tài sản, nhưng ở những cái biên độ dao động lớn người ta sẽ kích thích được cái lượng nhà đầu tư tham gia vào mua, đến người ta mua để ăn hồi tê cộng, ăn ở cái nhịp giao dịch lớn như thế, chủ yếu là các giao dịch hồi tê cộng. Nhưng thực ra nếu anh chị quan sát kỹ, hoặc là anh chị chỉ cần nhớ cách đây một tuần thôi, thì anh chị cũng có thể thấy là bản chất một tuần vừa rồi thị trường của chúng ta giao dịch mà nếu anh chị không nắm giữ một cổ phiếu trụ nào cả đi, ví dụ như thế, thì gần như tất cả các trạng thái mua mới của anh chị đều lỗ. Thực ra là những cái này là cái mà chúng ta cần phải nói về cái vấn đề thực tế,
Thì giờ anh chị cứ nhìn trên cái tài khoản của anh chị thì nếu anh chị không có cổ phiếu trụ Vinhome, Vic, Masan, Hòa Phát đi chẳng hạn, còn tất cả các cổ phiếu còn lại anh chị mua chỉ hòa hoặc lỗ thôi chứ không hề lời. Thậm chí cái phiên mà nó hồi phục, phiên vừa rồi phiên thứ sáu đi, bản chất nó hồi phục lên nhưng mà những nhà đầu tư bắt đáy phiên hôm trước chắc gì T+3, nó đã là một cái dấu hiệu lời. Vì thế anh chị nhà đầu tư có thể hình dung là cái giao dịch ở thời điểm hiện tại nó rất là khó. Những anh chị nhà đầu tư mà chúng ta tham gia, chúng ta cứ nghĩ vào lại một tuần vừa rồi đi, chúng ta làm sao, chúng ta chỉ cần mua T1, mua vào lại trong phiên T1, lại T2, lại nhưng T3 hòa 4 hoặc là lỗ là rất là bình thường. Nên anh chị có thể hình dung là cái sóng cuối hay còn nói là cái sóng nhịp này của thị trường nó giao dịch rất là khó chịu, và bản chất là tìm kiếm được một cái lợi nhuận trên thị trường bây giờ nó rất là khó. Vì thế các yếu tố về mặt gần như tất cả các điểm mua của cổ phiếu trên thị trường ở thời điểm hiện tại theo Nam là không còn phù hợp để cho anh chị tham gia. Anh chị cần có một sự rõ ràng hơn của thị trường, hay còn nói là anh chị cần có một cái yếu tố về mặt là dao động kỹ cái hàng của thị trường chứ không phải là dao động lỏng thế này. Bản chất thị trường cũng không cần phải rõ ràng đâu, nhưng nó cần phải có một cái yếu tố về mặt tích lũy rõ ràng chặt chẽ để nó có một yếu tố là bứt phá, hoặc còn nói là yếu tố tăng điểm mà nó mang yếu tố bền vững tí. Còn các yếu tố dao động lỏng như thế này, hôm trước vừa đạt rất là mạnh, đạt 40 điểm, phiên hôm sau hồi phục là 20 điểm. Tức là anh chị tưởng tượng như thế nào, đó là dao động, và cái tâm lý giao dịch của chúng ta nó ở trong trạng thái là nó dao động quá nhanh. Và khi mà dao động quá nhanh như thế này dẫn đến cái việc mà chúng ta quyết định ở cái việc là bán khi mà mức giá rơi rất sâu, hoặc là mua khi giá rơi rất sâu, nó hình thành các yếu tố tâm lý cho chúng ta rất là nhanh. Và thực ra những vấn đề này là những vấn đề mà không phải là các yếu tố mới, chẳng qua là anh chị nhà đầu tư trong quá khứ chúng ta chưa hình dung được các vấn đề này, thì chúng ta chưa trải qua, thì đôi lúc là chúng ta chưa hiểu. Nhưng bản chất thị trường khi mà nó đến một giai đoạn nào đó, các yếu tố dao động lỏng như thế này nó mang tới các yếu tố tâm lý nó rất là nóng. Và chỉ cần thị trường nó ở thời điểm hiện tại nó giống như là một nam đánh giá, nó giống như là một quả, giống như một quả bom vậy đó, nó có thể là phình bất cứ lúc nào nhưng nó cũng có thể bể bất cứ lúc nào. Vì thế các yếu tố về mặt nhận định cổ phiếu, nhận định yếu tố tăng giá ở mức target cho thị trường ở thời điểm hiện tại nó tương đối khó. Cái phiên vừa rồi thị trường của chúng ta tăng lên 1248 nhưng khối lượng của nó lại bé nha. Anh chị hình dung cái khối lượng bé như thế này nè, nó thể hiện vấn đề gì? Nó thể hiện là các yếu tố mà nhà đầu tư tham gia đeo bám nó cực kỳ ít. Bởi vì sao? Bởi vì là phiên vừa rồi người ta vừa nó đạt xuống để nhà đầu tư người ta bán cắt lỗ ra, đúng không? Thì cái yếu tố bán này nó làm cho phiên hôm sau thị trường hụt lên, anh chị không dám mua. Bởi vì khi chúng ta vừa bán ngày hôm trước, ngày hôm sau chúng ta vào mua thì chúng ta sẽ không dám tham gia trở lại, và chúng ta sẽ đang chờ. Vì thế các yếu tố mà ngày hôm trước những ai vừa bán ra trong cái phiên này, đúng không, phiên mà có mức giá thấp nhưng mà người ta so với cái phiên này, so với các phiên sau thì bắt đầu là người ta từ đúng trở thành sai. Và những người mà mua trong cái phiên này là từ sai trở thành đúng, nhưng mà cũng chưa chắc là ai đúng ai sai đâu. Chúng ta chỉ nhìn trong một hai phiên như thế này, nhưng thực ra nếu mà chúng ta nhìn trên mặt cổ phiếu hoặc là các yếu tố T cộng thì gần như các yếu tố lãi là đều không có. Đó là các yếu tố giao dịch rất khó của thị trường ở thời điểm hiện tại. Vì thế là trong tất cả các video gần đây của Nam đều khuyến nghị anh chị nhà đầu tư, thứ nhất chúng ta không mua, thứ hai là chúng ta chỉ canh chờ hồi bán chốt lại chặn lãi gì đó, chứ chúng ta không tham gia thị trường nữa. Thứ nhất là mình đánh giá các yếu tố về mặt cần phải tham gia thị trường, nó đến từ một số các yếu tố như sau. Một là nếu mà thị trường của chúng ta mà có yếu tố mà chúng ta tham gia ở thời điểm hiện tại là nó tương đối rủi ro. Hai nữa là thị trường của chúng ta nó đã đi một cái giai đoạn có yếu tố dòng tiền vào lớn nhưng nó không bứt thoát được, cho thấy một cái lượng hàng lớn ra ở những phiên này nó cũng tương đối nhiều. Vì thế các yếu tố rủi ro ngày càng nó gia tăng. Thứ ba là trong cái trạng thái T+3 của thị trường nó rất khó nói. Ví dụ anh chị mua trạng thái thị trường phiên này đi, ví dụ cái phiên này là phiên 19 tháng 4 đúng không? 19 tháng 4 là nó rơi vào thứ mấy ta? 19 tháng 4 là nó rơi vào thứ hai, là một phiên bùng nổ rất mạnh, nhưng thực ra khi mà phiên thứ 5, thứ 6 hàng về á là anh chị lại lỗ. Chúng ta có hai phiên hưng phấn, một phiên tiêu cực, nhưng phiên này là phiên hồi phục nhưng bản chất anh chị không có lãi. Vì thế anh chị cứ nhìn nhận lại một tuần vừa rồi chúng ta giao dịch đi, bản chất nó cực kỳ khó. Nếu mà anh chị cứ tham gia ra vào thực ra anh chị chỉ lỗ phí thôi. Nên anh chị hình dung như thế là nếu mà chúng ta đã khó kiếm được lại thị trường này thì đôi lúc chúng ta chỉ nên ngồi chờ. Chúng ta có con gì chúng ta cầm chờ con đó. Chúng ta không nên bán con A đảo sang con B, không nên bán nít đảo sang trụ. Vì thế anh chị lưu ý là bản chất các giai đoạn mà tăng giá sắp tới của thị trường Nam đánh giá nó chỉ đến từ những cổ phiếu mid. Nhưng mà những cổ phiếu mid khác này nó bởi vì là các yếu tố về mặt dòng tiền nhà đầu tư trong giai đoạn vừa rồi người ta bị kẹt vào những cổ phiếu mid khác, sau đó dòng trụ người ta kéo lên, thì nhà đầu tư cá nhân làm sao? Nhà đầu tư cá nhân là liên tục khi thấy những cổ phiếu trụ đạt đỉnh hoặc là tăng giá mạnh, người ta sẽ bán những cổ phiếu mid cap ra, người ta quay qua sang người ta mua cổ phiếu trụ. Thì khi người ta mua cổ phiếu trụ như thế, lập tức các cổ phiếu trụ lại bão hòa, hay còn nói là cái dư địa tăng giá của nó bị ít đi, còn những cổ phiếu mid lại có dư địa tăng giá tốt hơn trong ngắn hạn chứ không nói là dài hạn. Thì trong những phiên này có thể anh chị có thể hòa vốn hoặc là có thể kiếm được vài 3% lợi nhuận ở thời điểm này.
Còn các yếu tố về mặt 15-20% lợi nhuận bản chất ở thời điểm hiện tại, anh chị đừng nói nó quá xa. Thực sự nó rất là có. Anh chị tưởng tượng đi, mới cái phiên giao dịch hôm trước nó đạt cho chúng ta một trận tơi bời. Hôm nay nó hồi phục được một phiên 20 điểm, nó đâu nói lên vấn đề gì đâu. Nên anh chị lưu ý là chúng ta làm sao chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái là giao dịch một cách mà chúng ta cần phải là nhìn nhận thị trường cho nó chuẩn, cũng như là cái cách mà chúng ta hành xử đối với thị trường nó cũng phải ok một tí. Nếu chúng ta chỉ cần hành động sai chạy việc bán và mua là chúng ta sẽ bị kẹp và tê cộng, và chúng ta ở trong trạng thái liên tiếp, lúc nào cũng liên tiếp cả. Nên anh chị lưu ý là thị trường này ở cái sóng này chỉ cần anh chị nhìn lại một tuần thôi, anh chị sẽ thấy giao dịch nó rất là khó. Mà đã giao dịch khó như vậy, không có quá nhiều cổ phiếu có dư địa là anh chị thắng, thì anh chị đôi lúc chúng ta chỉ cần biết đủ thôi, hoặc là chúng ta chỉ cần không tham gia thôi, chúng ta cầm tiền, chúng ta chờ một cơ hội mới nó mang yếu tố gọi là an toàn hơn, hoặc là mang yếu tố gọi là nó xuất phát từ các yếu tố về mặt là hệ thống giao dịch của chúng ta, nó thỏa mãn hệ thống giao dịch của chúng ta, thì chúng ta mới có thể giao dịch một cách tốt nhất, cũng như là chúng ta mới có thể tìm kiếm lợi nhuận. Còn ở thời điểm hiện tại, nếu mà dù thị trường nó tăng lên 1.300, 1.400 đi và anh chị không có lãi thì nó cũng như thế. Hai nữa, anh chị bán mua ở thời điểm hiện tại nó chỉ quay về các trạng thái tê cộng, anh chị cứ bán ra rồi mua vào, bán ra rồi mua vào, các hoạt động cơ cấu của anh chị ở thời điểm này nó cực kỳ nhiều. Khi mà anh chị cứ bán cổ phiếu này chạy sang mua cổ phiếu nọ, nhưng bản chất anh chị vừa bán những cổ phiếu có khả năng tăng giá, đua vào những cổ phiếu cái dư địa tăng giá của nó đang dần bị bão hòa đi, thì dẫn đến là cái yếu tố tăng giá hoặc là cái yếu tố sinh lợi nhuận cho anh chị trong ngắn hạn cực khó. Vì thế đối với Nam, một tuần vừa qua Nam khuyến nghị anh chị không mua, thì ở thời điểm hiện tại Nam cũng như vậy, cũng sẽ khuyến nghị anh chị chúng ta không tham gia. Thế thôi. Một tuần vừa qua Nam không khuyến nghị anh chị mua. Hay còn nói là cái phiên thứ hai vừa rồi á, là cái phiên tốt nhất để cho anh chị có thể bắt vào những mức chiết khấu đủ lớn của những cổ phiếu ở trong trạng thái mid, để anh chị mua trong trạng thái T cộng, và anh chị có thể tìm kiếm được phần lợi nhuận nhỏ mà cái yếu tố rủi ro anh chị nó thấp. Còn ở thời điểm hiện tại, tất cả các điểm mua trên thị trường tí mình em sẽ cùng với anh chị đi review, thì anh chị cũng có thể thấy là bản chất không có cổ phiếu nào để cho chúng ta mua cả. Thứ nhất, đạt về mẫu hình không, thứ hai là khối lượng cũng không, thứ ba là những nhịp hồi tăng giá này bản chất nó cũng không nói đến các vấn đề gì. Chủ yếu anh chị cứ cầm chờ nó tăng lên thì anh chị bán đi, chứ còn dòng tiền lớn ở thời điểm hiện tại bản chất mình cũng không thấy nó quá nhiều. Vì thế anh chị lưu ý là các dao động ở thời điểm hiện tại không phải là các yếu tố mới, chỉ có những nhà đầu tư mà chúng ta chưa có chuẩn bị tâm lý này thì chúng ta mới cảm thấy nó bị sốc thôi. Còn những nhà đầu tư mà chúng ta đã chuẩn bị tâm lý thì chúng ta cũng có thể thấy là bản chất thị trường đạp xuống kéo lên, những cái vận động này là những vận động mà Nam đã hướng dẫn cho anh chị kỹ nhất ở những cái video sắp trước ở phía trước rồi, nên anh chị lưu ý chúng ta có thể coi lại để chúng ta nhận biết. Giống như là Nam cũng có nói với anh chị nhà đầu tư bên khách hàng của Nam ngày 16 tháng 4 nè, đó là khi các bước độ biên độ càng lớn, nhà đầu tư càng máu và nóng hơn nè, khi họ kết lót cũng quyết liệt và mua lại cũng rất quyết liệt, khi mà thị trường nó đạp xuống họ cắt lỗ rất nhanh, nhưng khi thị trường hồi lên người ta cũng sẽ mua lại rất nhanh, nó làm cho cái biên độ của thị trường thay đổi rất là nhiều. Vì thế anh chị lưu ý là trong ở thời điểm hiện tại là cần phải vững vàng trong cái tâm lý giao dịch của chúng ta, kể cả chúng ta thấy thị trường mà nó đạp xuống chúng ta cũng không hoảng sợ, mà nó kéo lên chúng ta cũng không hưng phấn. Vì thế trong cái trạng thái về mặt hôm nay đẹp nhưng chưa chắc ngày mai ngày mốt đẹp nha, anh chị hình dung như thế. Cái yếu tố giao dịch mà thay đổi về mặt là lỏng lẻo như thế này của thị trường thật sự là không phù hợp cho chúng ta cầm nắm hoặc là tham gia mới đối với một cổ phiếu nào mà chúng ta tham gia ở thời điểm hiện tại. Chút nữa chúng ta sẽ đi phân tích, chúng ta sẽ thấy rõ. Vì thế là Nam cũng liên tục mà nói với tất cả các anh chị nhà đầu tư bên room của Nam là thị trường này là đạp là không sợ hãi, nhưng kéo cũng không có hưng phấn. Anh chị cố gắng lại một tí là đến thời điểm cổ phiếu nào mình là xử lý cổ phiếu đó. Tức là danh mục mình ngày xưa nó có cổ phiếu nào thì mình làm sao ạ? Thì mình sẽ xử lý dần dần, mình có tiền về mà mình sẽ hạn chế giải ngân ở thời điểm hiện tại. Thứ nhất là mình thấy cái mức độ mà sinh lãi nó không bù được cái rủi ro. Ví dụ như ở thời điểm 1.150, ở đây Nam nói với anh chị kiên cường chống chọi qua các nhịp đạp và yếu tố đạp wash out này của thị trường, nhưng ở thời điểm hiện tại thì cũng nói lại với anh chị một câu là không cần kiên cường nữa, anh chị cần phải bảo toàn được lãi nè, vốn mà anh chị đã bỏ ra trên thị trường, và hạn chế chúng ta giao dịch nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Bởi vì khi anh chị tham gia mà quá nhiều ở thời điểm hiện tại, bản thân Nam cho thấy là cái mức độ mà anh chị tham gia vào nó cực kỳ khó sinh ra lợi nhuận, nhưng mà các yếu tố rủi ro của nó cao. Nếu thị trường của chúng ta xuất hiện một cái biến cố như đó thì nó sẽ rất khó để chúng ta hình dung trong giai đoạn tới. Vì thế anh chị lưu ý là ở thị trường này, đặc biệt là ở thời điểm hiện tại, dưới cái góc nhìn của Nam và quan điểm của Nam vẫn là gì ạ? Vẫn là anh chị cố gắng bảo toàn cái lợi nhuận, bảo toàn cái thành quả, bảo toàn vốn anh chị có, còn các trạng thái mua mới và sinh ra lãi. Có thể anh chị phải có một cái cách nào đó nhìn nhận cổ phiếu một cách tốt nhất. Còn thông thường chỉ cần anh chị so lại với một tuần vừa qua, anh chị cũng có thể thấy đa phần các cổ phiếu đều không sinh lãi, trừ những cổ phiếu trụ và trừ những cổ phiếu có yếu tố về mặt game đặc biệt. Còn lại tất cả các cổ phiếu trên thị trường bản chất anh chị mua về T1 lãi, T2 lãi, nhưng T3 lãi là gì? T3 lãi lỗ, T3 là hoa vốn. Đó là các yếu tố giao dịch rất nóng của thị trường ở thời điểm hiện tại. Vì thế anh chị lưu ý là chúng ta không nên quá kỳ vọng, hoặc là chúng ta làm gì ạ? Chúng ta không nên quá vào trong trạng thái xoay, vào trạng thái là chúng ta mua bán liên tục như thế nó sẽ không hay. Mà đôi lúc anh chị chỉ cần không mua ở thị trường này anh chị đã thắng.
ví dụ như thế. Anh chị cứ nhìn nhận là đôi lúc anh chị không mua, anh chị giữ tiền thôi, anh chị không lỗ, mà là không lỗ là thắng rồi. Nên anh chị lưu ý là đôi lúc thị trường của chúng ta khi chúng ta mua, chúng ta giải ngân nó phải có một số cái tiêu chí nó thỏa mãn được cái yếu tố về mặt giao dịch của chúng ta. Còn nếu mà nó không thỏa mãn được thì các yếu tố về mặt hồi phục của cổ phiếu là cái cơ hội tốt nhất để anh chị có thể là chốt lại, hoặc là anh chị co lại danh mục, hoặc là anh chị làm gì, hoặc là anh chị an toàn đối với thị trường này. Còn đối với các thị trường này nó up lên là một cái yếu tố rất là tốt, nhưng tốt làm gì? Tốt không phải là để mua, tốt để cho anh chị có một cái phần lợi nhuận nhỏ, một phần lợi nhuận đủ để anh chị có thể là chốt lại và bảo toàn vốn cũng như là lợi nhuận của anh chị. Còn cái phiên vừa rồi anh chị cũng có thể thấy cái mức mà thị trường của chúng ta xuyên thủng qua 1220 về vùng 1216, sau đó là kéo lên 1248 trước cái sự ngỡ ngàng của rất nhiều anh chị nhà đầu tư mà phiên hôm trước chúng ta bán ra rất nhiều cổ phiếu, và anh chị là cảm giác là mình đã thoát ra được khỏi thị trường này. Thì phiên vừa rồi nó đã tạo cho anh chị một tâm lý rất là nóng, tức là tâm lý máu gỡ. Phiên hôm trước vừa đang muốn làm gì, đang muốn thoát ra để chuẩn bị canh cái nhịp đạp sâu để mua gỡ lại, nhưng nó lại hồi phục quá nhanh làm cho anh chị thay đổi tâm lý, nó bị quá nhanh. Và cái anh chị cần làm là đang muốn say vào để mua, nhưng bản chất thị trường nếu anh chị mua sai, mua không đúng điểm, mua không đúng cổ phiếu, mua không đúng điểm mua, mua đuổi là các yếu tố về mặt là rủi ro rất cao. Thì thực ra trong giai đoạn này anh chị sẽ trải qua rất nhiều cái cung bậc cảm xúc, mà lúc đó chúng ta chỉ toàn lỗ thôi. Nên anh chị lưu ý, nếu anh chị đã lỡ bán ra khỏi thị trường rồi á, thì anh chị cầm tiền đó chờ đợi một cơ hội mới nó rõ rệt hơn, nó tốt hơn. Còn đối với các cổ phiếu mà một chiếc khấu đủ lớn thì T cộng 3 được 5-3-70% anh chị cứ bán chút lại đi, hoặc là anh chị chặn giùm một cái mức lãi, đừng để các trạng thái rơi rớt như cái phiên vừa rồi. Cái phiên mà phiên trước đó nó đưa cho ta một cú tát, phiên hôm nay nó cũng chỉ đưa cho ta miếng bánh thôi, nó đâu có ý nghĩa gì đâu anh chị. Nhau tư một phiên hồi phục lấy lại, và hôm trước giảm 40 điểm, hôm nay hồi phục 20 điểm so với phiên hôm trước, nó đâu nói là vấn đề gì đâu. Nhưng mà có một cái mà hôm nay Nam thấy á, là trong cái lúc mà mình đi phân tích trước khi làm video này, mình thấy dòng tiền vào những cổ phiếu mít rất là nhiều. Và thực ra đó là một trong những cái yếu tố mà thị trường nên làm, và cái yếu tố tăng giá phía sau á, nó sẽ diễn biến rất nhanh. Có thể thị trường sẽ đạt đỉnh ngay trong phiên, hoặc là thị trường sẽ đạt đỉnh sau 1-2 phiên, nhưng nó sẽ khó tính trong T cộng 3. Vì thế anh chị lưu ý, để mà những cái mà chúng ta không biết trước, không lường trước được, thì cái mà anh chị cần làm là cần phải bảo toàn cái lượng vốn mà chúng ta có. Nếu mà anh chị mà chúng ta chưa coi cái video này của Nam nè, sai lầm vùng đỉnh của nhà đầu tư, là anh chị coi lại video ngày 2 tháng 4. Ở đây Nam nói rất kỹ về việc là nhà đầu tư thông thường sẽ ở trong trạng thái là bán những cổ phiếu mid, đi xoay vào những cổ phiếu trụ, nhưng thực ra nó có dòng tiền nó lại kéo những cổ phiếu mid đi lên, và dòng những cổ phiếu trụ nó ở trong trạng thái là mất đi yếu tố tăng giá và sự đeo bám rất là nhiều, làm cho cổ phiếu nó rất khó tăng. Nên anh chị lưu ý là cái lượng tiền này liên tục bị xoay và áp lực của nó liên tục tăng cao, làm cho rất nhiều cổ phiếu của chúng ta tăng nóng, giảm nóng rồi cũng sẽ tăng nóng. Nên anh chị lưu ý là thời điểm hiện tại, nếu mà chúng ta không có đo được cái mức độ vận động mạnh của thị trường, thì anh chị lưu ý là chúng ta cứ bảo toàn cái lượng tiền và lượng cổ phiếu hoặc là lượng lãi mà chúng ta có, hạn chế nhất tham gia ở thời điểm hiện tại. Vì T cộng 3 là những thứ nó rất khó để chúng ta giải thích. Ví dụ anh chị có thể thấy ở đây nè, đôi lúc trạng thái T cộng 3 ở đây nó cũng rất nhanh nha. Ví dụ đi, em nói ví dụ T cộng 3 đi chẳng hạn, thí dụ cho anh chị mua T1 nè, T2 nè, các T3 về là gãy rồi, mọi thứ diễn biến cực kỳ nhanh. Nên anh chị lưu ý là trong thời điểm nào chúng ta có thể mua được, nhưng trong thời điểm nào chúng ta có thể biết an toàn với những gì mình có. Cổ phiếu biết cũng được, nhưng có là được, và có thể khả dụng để mình có thể chốt ra, chứ không phải là mình mua ở trong trạng thái bị động. Còn cái những cái vùng như thế này nè, giao dịch của nó đã có một cái phiên giảm như thế này là nó đã không an toàn rồi, thì các yếu tố hồi phục của cổ phiếu chỉ phù hợp cho anh chị canh và bán chút lại ra thôi. Anh chị lưu ý là chúng ta tránh các trường hợp mua mới. Nói chung là mỗi người có một quan điểm và một góc nhìn trên thị trường thôi. Bản thân Nam ở thời điểm hiện tại thực sự Nam cũng cảm thấy nó không còn an toàn, nên là mình thấy cảm thấy là cái yếu tố hồi phục lên là cái yếu tố anh chị nên cần phải bảo toàn vốn, và đôi lúc mình sẽ phải nghỉ đâu đó một thời gian, không nhất thiết mình phải tham gia liên tục vào thị trường đó. Anh chị nhà đầu tư hình dung như thế. Hôm trước Nam có nói với anh chị nhà đầu tư một vùng 1150 ở đây mình kiên cường với thị trường, nhưng ở thời điểm hiện tại mình phải biết là tới thời điểm mình phải an toàn với nó, chứ không phải lúc mình mạo hiểm nữa. Nên anh chị lưu ý là cần phải cân nhắc cái lượng margin mà những anh chị nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại chúng ta có, đến cổ phiếu nào thì chúng ta xử lý cổ phiếu đó. Giống như phiên hôm trước Nam có nói là bên Nam chặn lại một số cái cổ phiếu trụ, còn những cổ phiếu nào kẹp thì mình vẫn kẹp, mình nói thẳng là mình vẫn kẹp. Ở phiên vừa rồi nó hồi phục lên thì mình đỡ nó phân lỗ, thì các yếu tố tăng giá phía sau là mình để chốt. Thì các yếu tố về mặt là mình giao dịch trên thị trường như thế nào là an toàn và tốt nhất cho nhà đầu tư, mình sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư giao dịch một cách tốt nhất để tránh trường hợp trong trạng thái bị tâm lý hưng phấn. Bởi vì bản chất thị trường nó, nếu mà ai mà đào sâu và nghiên cứu, thì thực ra thị trường chính là cái thị trường này gọi là thị trường tâm lý. Tâm lý bán, tâm lý mua, tâm lý hưng phấn, tâm lý sợ hãi, tâm lý bi quan,
rất là nhiều cái dạng tâm lý trên thị trường, nó hình thành đến các yếu tố giao dịch. Mà yếu tố giao dịch đó mà nếu hình thành trên tâm lý thì chúng ta gọi là cung cầu. Mà khi các quyết định cung cầu xảy ra làm cho các biến độ giá của thị trường có mức thay đổi, lúc đó thị trường của chúng ta lại liên tục dao động bởi vì cung cầu là chính. Và cung cầu đó nó đến từ tâm lý, mà nó dao động càng lớn thì tâm lý hoảng loạn, lo sợ cũng như là hưng phấn và hưng phấn cũng như là thỏa mãn của nhà đầu tư cũng càng nhiều. Vì thế anh chị lưu ý là trong các vấn đề dao động này của thị trường, anh chị hạn chế tham gia, bởi vì cái sóng này nếu nó quá khó để chúng ta tìm kiếm lợi nhuận thì tốt nhất anh chị nên ngồi im, hạn chế mở mua mới. Đôi lúc anh chị chỉ cần có cổ phiếu trên người thôi, không cần anh chị mua mới đâu, anh chị chờ nó tăng giá lên anh chị lãi. Còn cái lượng tiền đó anh chị cầm chờ một cơ hội mới. Cơ hội mà chúng ta biết cách đón nhận thì chúng ta cần phải có một lượng tiền lớn để chúng ta đón nhận nó ở một cái mức giá phù hợp, chứ không phải lúc nào cũng tham gia vào vn index. Anh chị hình dung như thế. Vì thế đối với Nam, dù gì đi nữa thì cũng có khuyên chân thành với anh chị nhờ từ một câu, đó là dưới góc nhìn cũng như là cái suy nghĩ cũng như là một số cái nhận định của Nam về thị trường, thì thị trường này dù có tăng điểm đi chăng nữa cũng chỉ phù hợp cho chúng ta chặn lại và chốt lại. Anh chị tham gia những cổ phiếu mà Nam đã khuyến nghị thì anh chị cầm chờ nó up và chúng ta bán ra, chúng ta chốt lại, chứ chúng ta sẽ không quay vào mua thị trường ở thời điểm hiện tại. Đó là một cái yếu tố về mặt giao dịch của thị trường. Có những lúc chúng ta sẽ mua một cách rất quyết liệt, mua ok, nhưng có những lúc chúng ta cũng phải an toàn và nó là biết thị trường này tới đâu. Nếu nó không tăng giá, chỉ cần là anh chị không tham gia vào thị trường thì đôi lúc anh chị đã có một cái lượng tiền rất lớn. Cái lượng tiền đó chính là cái lượng tiền mà anh chị quyết định không mua, và nó đến từ cái phần mà lỗ nếu anh chị quyết định mà anh chị tham gia vào thị trường ở thời điểm đó. Nên anh chị lưu ý là cái yếu tố hồi phục 20 điểm này của thị trường bản chất nó không nói lên vấn đề gì. Các yếu tố tăng giá của nó trong quá trình phía sau thì chúng ta cần phải xem cổ phiếu nào. Nhưng mà những cổ phiếu tăng giá đó chỉ để review cho anh chị nhà đầu tư chúng ta làm gì ạ? Chúng ta canh mà cổ phiếu nó up lên thì chúng ta bán ra, chứ không phải là để chúng ta mua vào thời điểm hiện tại nữa, anh chị lưu ý ha. Đầu tiên thì mình sẽ đi phân tích về dòng ngân hàng cho anh chị nhà đầu tư chúng ta hình dung tưởng là liệu dòng ngân hàng nó có yếu tố tăng giá tới đâu, mức là cái mức nào là anh chị đang cầm nắm cổ phiếu anh chị phải lưu ý, và đến lúc nào thì anh chị nên chốt lại, còn ở thời điểm mua vào thì gần như nó không còn phù hợp, anh chị lưu ý ha. Đầu tiên anh chị có cổ phiếu ví dụ ACB đi, sau một cái phiên hồi phục tương đối tốt đúng không, nó giảm một phiên là khối lượng không có, thì phiên này hồi phục ở đây khối lượng nó bé lắm, tổ chức không đánh, mà đến từ những nhà đầu tư lo sợ việc mất hàng trong những phiên này người ta bán ra, thì bây giờ người ta mua lại, thậm chí người ta hòa người ta cũng mua lại bởi vì người ta lo sợ mất cổ phiếu. Thì các yếu tố mà tăng giá của cổ phiếu này trong phiên vừa rồi bản chất nó không nói ra vấn đề, vì con này tăng lên giá 3-4 chấm ít, anh chị canh nhã đi một phần, bởi vì đây chính là cái vùng kháng cự mạnh của cổ phiếu. Ở đây vẫn còn một lượng nhà đầu tư bị kẹp ở đây, bản chất những mã cổ phiếu này nè nó tích lũy ở đây, khả năng là trong một cái nhịp tới của thị trường nó cũng sẽ đi quanh trong cái biên này thôi, bởi vì đây chính là cái biên tích lũy của tổ chức với những cái biên mà giao dịch với khối lượng rất nhỏ. Nó đến từ việc là nhà đầu tư tổ chức người ta đang mua lại của những nhà đầu tư cá nhân, thì chúng ta sẽ chờ đợi những cổ phiếu này trong cái giai đoạn phía sau, không phải là giai đoạn để anh chị mua mới. Hôm trước Nam có hướng dẫn anh chị mua vào những cái phiên mà nó có cái mức giá 32 chấm ít ở đây, thì các yếu tố up lên là cái yếu tố mà chốt lại cho anh chị nhà đầu tư. Đây là một trong những cái mức Nam đánh giá là tương đối phù hợp, tức là cái mức giá dưới giá 33 thì các yếu tố up lên là các yếu tố anh chị nên chốt lại, và chúng ta chưa nên đánh dài đối với thị trường ở thời điểm hiện tại, mà canh chặn lãi hoặc là hòa vốn anh chị bán, hạn chế thua lỗ, thị trường này càng nhiều càng tốt ha. Cổ phiếu này không có yếu tố tổ chức bán ra, cũng không có yếu tố tổ chức mua vào. Cái yếu tố hồi phục chủ yếu đến từ những nhà đầu tư lo sợ mất hàng ở đây này, hôm trước họ bán ra thậm chí nó hòa vốn họ cũng sẽ mua lại, khối lượng của nó bé lắm, không có nói lên cái yếu tố tổ chức. Nhưng mà yếu tố này chúng ta gọi là bị cạn cung nha, mà lần cung này mà tổ chức không đánh thì nó sẽ lình xình hoài như vậy luôn, anh chị hình dung đó là ACB ha. Tiếp theo là gì? BIDV. Con này up lên giá 44 anh chị canh bán nhé. Hôm trước nó đạp thủng qua 42, là hôm trước năm đó là cái mức chiết khấu của nó là hơi nhiều. Thì những con này nếu anh chị mua được dưới giá 42 thì nó up lên trong những phiên tới mà lên tới giá 44 là anh chị canh bán đi. Đây chính là những cái vùng kháng cự rất mạnh của nó, và những khối lượng này không đến từ tổ chức nha. Nên anh chị lưu ý là những cái vùng này gọi là vùng kháng cự của cổ phiếu, thì up lên này có lãi là bán 53% nhiều bán đi. Anh chị lưu ý đó là BIDV ha. CTG. Hôm trước đạp rụ xuống một cây, phiên hôm sau hồi phục trở lại, khối lượng của nó đâu có nói lên cái yếu tố tổ chức bán mua vào đâu. Chủ yếu là gì à? Chủ yếu là những nhà đầu tư hôm trước người ta sọt ra, người ta bán ra thì phiên hôm sau người ta mua trở lại, ngay lập tức đẩy cho giá cổ phiếu tăng rất mạnh. Hay còn nói đôi lúc người ta mượn hàng người khác, người ta bán ra thì phiên hôm sau người ta trả lại với một cái mức tương đương, sau khi thấy là cái mức độ ăn không nhiều. Nên anh chị lưu ý là những phiên mà khối lượng hồi phục như thế này bản chất nó không nói lên vấn đề. Chủ yếu là anh chị phải biết là có rất nhiều nhà đầu tư vẫn đang kẹp ở đây nè. Thì đây chính là kháng cự mạnh, vì thế là anh chị nhà đầu tư mà cổ phiếu này nó về được hòa vốn anh chị bán đi, đừng chờ đợi cái yếu tố mà gãy của nó ở đây nè. Thì cái lượng đeo bám trong cái phiên này nó cực kỳ nhiều, chỉ cần T cộng 3 về nó là một cái xu thế mới. Nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu này đi lên gặp kháng cự, mà gặp kháng cự thì thị trường nó sẽ rất là khó giao dịch trong thời gian tới. Nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu này đã up lên giá hòa vốn thì Nam nghĩ anh chị nên bán, có lãi cũng nên chặn, chứ hạn chế chúng ta tham gia mới những cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại.
nếu mà tham gia mới nó phải có một cái mẫu hình gì đó cực kỳ phù hợp. Cái yếu tố cạn cung đi lên bền vững thì mình mới mua những cổ phiếu mà bắt đầu dao động, nó tích lũy ở đây khối lượng lớn, gãy xuống khối lượng lớn và hồi phục trở lại, nó không nói đến vấn đề đâu. Nó chủ yếu đến từ việc nhà đầu tư mà chúng ta lo ngại, hoặc là tâm lý của chúng ta bị hưng phấn trong lúc mà thị trường của chúng ta rơi xuống giá sâu, sau đó hồi phục trở lại bắt vào thôi. Chứ còn bản chất T+3 và là một trong những cái yếu tố rất khó nói đối với CTG, nên những con này úp lên trong thời gian tới anh chị nào có hòa vốn canh nhã đi, cầm tiền và chờ đợi một cơ hội mới. Hết đâu bạn ấy, con này bắt đầu về tới vùng hỗ trợ hồi lên thì những mã này nam vẫn khuyến nghị giá 28 anh chị nhã đi. Vùng này kháng cự mạnh, nó lên tới đây nó sẽ bị hết lực ngay. Thông thường những khối lượng này của dòng ngân hàng cũng chưa đấy, cái yếu tố tổ chức người ta lao vào, những cổ phiếu nó tổ chức người ta chưa vào, mà chủ yếu đến từ những nhà đầu tư cá nhân người ta bắt đáy thôi. Nên anh chị lưu ý cổ phiếu nó hồi lên canh bán, không nên mua mới đâu các bạn nhé. MBB phiên vừa rồi nhà đầu tư bắt đáy tương đối khá đúng không? Họ sẽ bắt đáy những cổ phiếu như thế này, do khối lượng này nó không lớn đâu nha, khối lượng này không đến từ tổ chức đâu, chủ yếu là những nhà đầu tư trong giai đoạn vừa rồi này, người ta những ai bán là đã bán cái phiên này khối lượng rất bé. Nhưng mà cái phiên này hồi phục trở lại nó đến từ việc là nhà đầu tư cá nhân người ta không bán ra, dẫn đến là những, tức là cái mức độ ở đây người ta chấp nhận gồng lỗ được, tức là giá 32 đi và giá 30 nó cũng chưa tới được 10%, 7-8% thì người ta vẫn gồng lỗ, dẫn đến là các yếu tố mặt lượng cung của cổ phiếu này lên tới đây nè nó bị ít, là nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ mua vào cái mức độ là cái mức giá nó sẽ đuổi, là cho cái biên độ giá tăng lên 3,8%. Nhưng mà khi mà thị trường người ta bị bệnh ho cảm xúc gì đó thì những cổ phiếu này nó sẽ rất khó nói. Nên chị lưu ý là những cổ phiếu nào nó đạt vào đây nè, cái vùng dưới giá 30 là cái vùng mà hôm trước trong khuyến nghị anh chị mua đi chẳng hạn, thì các yếu tố bứt phá phía sau này lên giá 34-53% anh chị đánh chốt đi, đừng chờ đợi gì cả, hòa là được, thị trường này là hòa là ok rồi. Lãi gì tầm này, hôm trước nó đạp cho một cây khóc u u rồi, giờ mà nó hồi lên cái mình đã vội cười, là mình phải cân nhắc lại cái cách giao dịch. Nên chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại thì nếu mà anh chị có nắm giữ những cổ phiếu này, chúng ta hạn chế mua mới và chúng ta chờ đợi một sự rõ ràng hơn, cái yếu tố dấu chân tổ chức nó rõ rệt hơn. Còn cái phiên mà nó đạp xuống, nó hồi phục lên đây, nó cũng đạt, nó là ý nghĩa gì đâu. Tăng giá tiếp theo, những người ở đây nè hòa vốn là cái yếu tố người ta sẵn sàng bán ra, lỡ mấy tin tức xấu tới hay sao, người ta sẽ đè chúng ta xuống và lúc đó chúng ta bị kẹt trong T+3, nó rất khó nói. Nên chị lưu ý là cái lượng hàng và khối lượng ở đây không đến từ việc là tổ chức người ta tham gia mạnh để người ta hấp lại lượng hàng, mà chủ yếu đến từ việc là nhà đầu tư cá nhân người ta mua đuổi lên, và rất nhiều anh chị ở đây người ta gồng lỗ và người ta không ở trong trạng thái vi phạm về việc bán ra, nên người ta cầm chờ được, nên dẫn đến khối lượng nó thấp thôi. Nên những cổ phiếu đó anh chị hạn chế, chúng ta làm gì, hạn chế chúng ta tham gia mới mà canh nó hồi lên là chút lại, không nên mua mới đối với những cổ phiếu như thế này, chưa có yếu tố gì để chúng ta mua mới cả. Tiếp theo bây giờ Techcombank, con này hồi phục nè, chạm vào cái mức giá dưới 39-40 là cái mức chiết khấu nó tương đối hấp dẫn. Hôm trước năm đó anh chị nhà đầu tư nó đạt vào 38 thì cái vùng này nam sẽ thích hơn, nhưng mà nó đạt vào 39 mấy nó đã hồi lên, thì cái yếu tố hồi phục sớm như thế này mà khối lượng của nó cũng không lớn thì dẫn đến là nó sẽ có một cái nhịp T cộng đâu đó khoảng vài phần trăm lên tới mức giá 42, ở đâu đó khoảng 3-5% thôi, nhưng mà nó cũng đạt. Nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu này úp lên để bán chứ không nên để mua, chỉ khi nào mà canh những cổ phiếu nó cái mức chiết khấu nó đủ lớn thì anh chị mới tham gia. Còn yếu tố này khối lượng nó đâu có vào đâu, nó đâu đến đó là tổ chức người ta tham gia, chủ yếu là việc nhà đầu tư cá nhân hoặc là những nhà đầu tư nào mà chúng ta hôm qua bán hôm nay chúng ta mua lại thôi, và chúng ta chả biết con nào có lao và thấy con nào mạnh chúng ta mua thôi, chứ bản chất là tổ chức người ta đâu có mua. Người ta sẽ chờ đợi những cổ phiếu up lên đây, người ta mới bắt đầu là có yếu tố về mặt là xuất hiện lực bán, bởi vì đây chính là cái vùng kháng cự rất mạnh của cổ phiếu. Nên anh chị lưu ý đó là Techcombank, hay các nhịp hồi phục của Techcombank là thời điểm hiện tại đang được ra bán. Cái yếu tố T cộng của đó cũng chỉ đủ đâu đó vài phần trăm trong T3 thôi, không nhiều đâu. Nên anh chị nhà đầu tư lưu ý là những cổ phiếu nó không đạt ở mức chiết khấu để chúng ta mua mới thì chúng ta hạn chế tham gia nhé. Tiếp theo là gì ạ? TP Bank, con này hồi lên rồi nè, khả năng nó hồi lên cái mức giá gap ở đây nè, anh chị canh bán đi, là mức giá quanh 29, quanh 29 ở đây là cái mức giá phù hợp để anh chị bán ra TP Bank. Chúng ta sẽ chờ đợi TP Bank là cái nhịp sau, nhưng không phải bây giờ, nó sẽ lấp cái gap này, lấp cái gap này bán ra nó sẽ tích lũy ở đây thêm một thời gian rồi mình sẽ tính. Những con này chỉ ít nó còn có những cái mẫu hình nó khác với những mã cổ phiếu khác nhé. Vietcombank vẫn là một trong những trạng thái mà tăng điểm tương đối tốt so với tất cả các nhịp mạch cổ phiếu còn lại. Phiên vừa rồi nó có một cái nhịp hấp cung lên giá 104 đồng thuận với thị trường và có yếu tố tăng điểm tốt. Thì những cổ phiếu này khi anh chị đã mua được ở giá 96-97 nè, lên tới đây anh chị chặn lại đi. Ví dụ như anh chị mất 103-102 anh chị chặn đi, không biết nó tăng tới đâu đâu. Nhưng mà cái yếu tố mà chúng ta chặn lại là cần thiết, tránh trường hợp nó rơi trở lại, dẫn đến là cái việc mà nhà đầu tư có những cổ phiếu như thế này nè, nó anh chị hình dung nó sẽ bị
nó là mất lãi của chúng ta và mất vốn, nó cũng không hay. Nên anh chị lưu ý những cổ phiếu nào hôm trước á, nó có yếu tố bứt phá dòng tiền vào rất mạnh nhưng mà nó lại bị bán ngược ở đây nè. Đáng lý nó đóng cửa giá cao nhất phiên, nó thể hiện được việc là tổ chức người ta gom lại hết của các hàng trôi nổi của thị trường, nhưng mà nó có yếu tố đóng cửa tục lại như thế này, nó thể hiện được việc là nhà đầu tư trên thị trường người ta đeo bám quá nhiều, dẫn đến là tổ chức người ta cũng có yếu tố bán ra, dẫn đến là cái yếu tố tăng giá của cổ phiếu nó không được mạnh lắm, là cái yếu tố về mặt đeo bám phía sau ở đây nè. Khi mà lượng hàng ngày mai về con này chịu áp lực tương đối lớn, khi mà những nhà đầu tư người ta hàng về ở đây khả năng người ta sẽ chốt, nên chị lưu ý đó là Vietcombank ha. Nên là những cổ phiếu như thế này thì anh chị lưu ý là nên chặn lại, và cái yếu tố mua đẹp nhất của nó là giữ cái vùng giá hỗ trợ tốt ở đây nè, chứ còn yếu tố tăng giá đó mình không cần mua đâu. Anh chị lưu ý nhé, bùng nổ mua lên trong thời điểm hiện tại, khi mà anh chị mua nhiều con nào bùng nổ thông thường hàng về hòa vốn là may, chứ còn bình thường là sẽ lỗ. Anh chị lưu ý giao dịch bây giờ nó rất là khó, mà đã giao dịch khó như vậy là đôi lúc ngồi xem ra tiền mà không lỗ là ra tiền. Anh chị nhà đầu tư đừng cố gắng say máu quá vào thị trường, cái việc say máu để những nhà đầu tư khác, chúng ta đừng nên say máu quá vào thị trường. Đôi lúc thị trường này là thế, đạp thì không sợ hãi, kéo cũng hưng phấn, nhưng mà cần phải có cái yếu tố về mặt giao dịch phù hợp, anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? VPBank, một trạng thái tăng điện quá tốt, anh em mà khuyến nghị con này up lên canh bán đấy. Hôm trước năm khuyến nghị anh chị mua một lần ở cái nền này nè, up lên anh chị canh bán đấy, khối lượng con này bắt đầu to rồi, cho thấy là nhà đầu tư bắt đầu dao động, nhà đầu tư tổ chức người ta bắt đầu dao động lớn rồi. Mà dao động lớn như thế này là các nhịp để cho anh chị canh chốt lại những cổ phiếu đó, anh chị có thể chặn lại giá 50 cũng được, không nhất thiết là anh chị phải bán ra, nhưng mà nếu nó quay về giá 50 canh chốt đi. Đó là VPBank, những cổ phiếu nó tính ra nó mạnh hơn vừa đi nhiều, trước nó tăng 4.1% mà rất mạnh đấy, anh chị lưu ý đó VPBank ha. Tiếp theo là gì ạ? STB này, những ai mà hôm trước bán ra con này là nghĩ là chắc nó sẽ tục vào đây đúng không? Hôm trước năm nói con này nó sẽ có một cái hỗ trợ rất mạnh ở đây này, nó lấp cái gác này ngay này, phiên vừa rồi nó còn đỏ một chút, nó lấp lại cái gác sau đó nó hồi phục lên lại, thì anh chị thấy đây là cái vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu, thì nó làm ra mức chiết khấu đủ lớn. Nhưng khi con này hồi phục lên đây nó đâu nói lên vấn đề gì, bản chất những ai bắt đáy trong phiên hôm qua, phiên hôm thứ năm, thì hôm nay lại được đâu đó 7%, chứ còn tất cả những nhà đầu tư đeo bám trước cái phiên thứ năm đi, đến giờ là hòa vốn là may, chứ còn bình thường sẽ lỗ, anh chị nhà đầu tư hình dung như thế. Nên là các yếu tố giao dịch của cổ phiếu hồi lên một phiên như thế này đâu lên nói lên vấn đề gì đâu anh chị nhà đầu tư, nó không có một mẫu hình nào cả, yếu tố đi ngang nè, gãy xuống chạm hỗ trợ bật lên, thì những cổ phiếu như thế này nó không nói lên vấn đề gì, mà chủ yếu đến từ việc là tổ chức người ta mua gom rủ xuống kéo lên lại sẽ tích lũy lại ở đây chẳng hạn, chứ nó không nói các yếu tố tăng giá trong thời gian sắp tới để anh chị mua vào có yếu tố và mặt lợi nhuận cao. Nên chị lưu ý là bắt đáy con này quả may được bao nhiêu người bắt đâu, đúng rồi, chúng ta còn đang sợ, chúng ta còn đang bán ra, nên là các yếu tố là hôm nay đúng mai sai, hôm nay sai mai đúng, nó là cái yếu tố cực kỳ bình thường ở thời điểm hiện tại. Nên anh chị đừng nên quá chúng ta tiếc nuối đối với các cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Những cổ phiếu nào hôm trước cũng có rất nhiều anh chị bắt đáy và anh chị sợ là anh chị ngày mai nó rơi nữa, nhưng bây giờ anh chị tư ngay tư đúng, tư sai trở thành đúng chỉ sau một phiên thôi, vì thế là tâm lý giao dịch của thị trường nó rất là nhanh. Nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu này nè, hôm trước đang có khuyến nghị là anh chị ví dụ nó về dưới đây nè, nó bật lên là cái yếu tố bứt phá phía sau anh chị canh bán đi. Nó thực sự là không có yếu tố về mặt là chưa bứt thoát được cái vùng giá 23x này đâu, nó còn kẹp rất là nhiều. Nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu này trong ngắn hạn có lại là phải canh nhãn ngay nhá. Tiếp theo là gì? SHB, những con này up lên nè, chỉnh xuống đang bị tụt mất volume nè, nó là một phiên rũ à, rũ trong quá trình đi lên là rũ xuống để nhà đầu tư đeo bám trong giai đoạn này người ta nhả ra, thì các yếu tố tụt volume của con này nó đang gần giống với các giai đoạn này của cổ phiếu nè, đi lên nè rũ xuống bị tụt mất volume này, thì các yếu tố này chủ yếu là rũ cho nhà đầu tư. Còn nó có một cái game gì đó hay không thì những anh chị nào đánh giá là cái yếu tố dòng tiền của nó trong giai đoạn này là vẫn có, và nó chỉ đang rũ nhà đầu tư cá nhân, thì có khả năng sẽ còn một cái game nào đó ở trong giai đoạn này nữa. Vì thế anh chị lưu ý là SHB, thì nếu anh chị nào có thì cứ nắm giữ thôi, nếu thích thì có thể là mua một ít để chơi vui vẻ cũng được. Vì thế những cổ phiếu như thế này dòng tiền nó vẫn vào mà không có yếu tố gãy trend, và cái yếu tố đi lên của nó tương đối tốt, đi xuống là rũ xuống mà khối lượng thấp, cho thấy là nó đang bị tụt về volume. Mà tụt volume này nó đến từ việc là nhà đầu tư tổ chức người ta không mua vào, ngược lại người ta ép cho cái mức giá thấp xuống để những nhà đầu tư người ta sợ hãi về việc là cổ phiếu đó người ta sẽ bán ra để người ta chặn cái phần lãi của họ, là người ta sẽ bán đi, người ta thu hồi vốn về, thì đó là cái lượng hàng mà tổ chức người ta muốn hấp lại thôi, chứ còn nó không đến từ việc yếu tố tổ chức bán ra. Có ai mà mua vào tới mấy chục triệu cổ phiếu ở đây mà bán ra có 66 triệu đâu, anh chị lưu ý 16 triệu này người ta phải quay nó khoảng hết 10 triệu và 6 triệu đến từ trôi nổi thôi. Nên anh chị lưu ý đó là SHB ha. Tiếp theo là gì ạ? Liên Việt ấy, hôm trước giảm hôm sau là tăng trần, hai ngày một trạng thái đối lập, nó thể hiện tâm lý nhà đầu tư cá nhân cực kỳ đối lập. Hôm trước giảm 5.3%, hôm sau tăng lại 7%, đóng cửa trên giá 20. Thì nói chung là con này có lãi chặn lãi gì đó tùy ý anh chị nhà đầu tư, còn cái yếu tố của cổ phiếu ở thời điểm tại vực đỉnh thì rất khó nói, anh chị lưu ý đến nào, nó là Liên Việt ha. Dòng tiền của nó chính là dòng tiền riêng và là dòng tiền game,
nên là những cổ phiếu này nào mà anh chị này mà anh chị bắt được á thì là nó là cái yếu tố game mà thời điểm hiện tại thì mua nó mới có lãi, chứ còn đa phần những cổ phiếu khác anh chị mua có lãi đâu. Anh chị cứ tự nhìn trên cái cổ phần mà anh chị đang nắm, cổ phiếu mà anh chị đang nắm, những cổ phiếu đó anh chị đã chốt ra rồi thì nó sẽ chốt lại, những cổ phiếu đó anh chị đang lỗ thì anh chị phải gom, còn những cổ phiếu là cổ phiếu nó thiên về game nên là nếu anh chị nào mua được á thì chúng ta mới có lãi, và đó là yếu tố đặc thù của cái nhịp sóng này. Nhịp sóng mà ở đó dao động tâm lý nhà đầu tư rất lớn, nếu mà tổ chức nào mà nó không đến từ việc là có yếu tố về game cổ phiếu thì nó sẽ rất khó trụ, hoặc là có yếu tố về dự vận cổ phiếu, nhưng những cổ phiếu này là có game nên là dòng tiền của nó mới trụ được. Nên chị lưu ý là những cổ phiếu này Nam đã khuyến nghị mua một lần ở cái vùng giá 17.x là tại các yếu tố up lên như thế này thì chặn lãi hoặc là bán chút lãi thì tùy anh chị nhà đầu tư. Chúng mình không thể mà tư vấn cho anh chị chốt lại vùng giá nào là hợp lý, vùng giá nào là cổ phiếu sẽ lên tới là mình sẽ rất khó. Target của cổ phiếu quyết định là cực kỳ khó nói, nên là anh chị nào biết đủ thì mình chốt ra. Bên Nam thì hôm trước Nam cho chốt lại quanh giá 19 ở đây nè, khoảng giá 19x là mình là khuyến nghị anh chị nhà đầu tư chặn lại chốt lại và anh chị tự chủ động xử lý, chứ mình không tư vấn được những cổ phiếu quyết định như thế này. Anh chị lưu ý đó là liên việc ha. Còn yếu tố mua mới thì anh chị nào mua mới thì nó cũng được thôi, nhưng bản chất là lợi nhuận thì nó sẽ hơi khó kiếm nhá. Tiếp theo là gì ạ? VIP phiên vừa rồi hồi phục cũng tương đối ok. Dòng ngân hàng ở thời điểm hiện tại thì ở thời điểm này thì Nam đánh giá nó cũng có một số cái yếu tố dòng tiền tốt hơn là trong những cái phiên trước đó, tức là dòng tiền nó có quay trở lại. Khi mà nó có yếu tố bị đạp ra thì dòng tiền nó quay trở lại, nhưng thực ra nó cũng không nhiều, dẫn đến là cái yếu tố dư địa tăng giá của nó cũng không có quá nhiều trong những phiên sắp tới. Chủ yếu là ai cầm cổ phiếu nào thì cầm chờ nó up lên rồi bán chút lại cái cổ phiếu đó, chứ mình không nên mua mới ở thời điểm hiện tại. Ví dụ anh chị nhìn banh này, có rất nhiều cổ phiếu như NVB này kéo lên ở đây này cũng không phải là cái yếu tố về mặt là chúng ta có thể mua đâu. Anh chị hình dung như thế, MSB này đạp xuống phiên này hồi lên đâu có nói là các vấn đề gì đâu, hồi phục lên để bán kẹp ở đây nhiều lắm. Anh chị hình dung như thế ha. EIB này hôm trước xả cho một cây bao nhiêu ạ? 6,6%, phiên hôm sau tăng lên 6,5%, khối lượng của nó bé như thế này đâu nói là vấn đề gì đâu. Nó chỉ nói cho anh chị nhau tư biết các vấn đề là up lên là anh chị canh bán mà không nên mua mới. Đó là các yếu tố về mặt về dòng ngân hàng, và anh chị lưu ý là khi mà dòng ngân hàng lượng tiền nó vẫn chưa nhiều á thì anh chị lưu ý là chúng ta không nên tham gia mới ở thời điểm hiện tại khi mà thị trường của chúng ta nóng như thế này. Chủ yếu đến từ việc là A đã bắt được đáy, A đã bắt được cái mức giá chiết khấu đủ lớn. Như cái video trước đó mà Nam đã hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư vào phiên thứ hai của tuần trước á, thì anh chị canh mà những cổ phiếu ngân hàng anh chị tham gia được á, T+3 về hòa vốn thì anh chị canh chặn, còn các phần lãi phía sau thì anh chị cứ tự chủ động mình target cho nó tốt nhất. Còn các yếu tố về mặt cổ phiếu và thời điểm hiện tại không phù hợp cho anh chị mua mới đâu ha. Nó không hoàn thành được mẫu hình, cũng như là không có yếu tố về mặt kịch cung, và các yếu tố dao động ở thời điểm hiện tại nó tương đối khó cho chúng ta giao dịch trong thời gian tới. Mà khi đã khó thì đôi lúc là mình cần phải chuẩn bị một cái tâm lý cực kỳ là vững chãi trên thị trường, để tránh trường hợp là mua rủi bán rủi, thực ra nó cũng không hay. Anh chị lưu ý ha. Tiếp theo anh chị nhìn Nam về dòng trụ đi, nó có gì? Chúng ta có BVH này, những cổ phiếu nó về dưới cái phần đáy dưới này thì nó sẽ có yếu tố hồi phục trở lại thôi, nhưng nó không nhiều. Những cổ phiếu up lên chị bán đi, kẹp ở đây nhiều lắm, up lên là phải canh bán ha. Đạp xuống đây là về đáy trước nè, hồi phục lên không nói lên vấn đề gì, up lên là canh bán. Đó là BVH ha. FPT tích lũy này vẫn giữ kênh trên nè, nó đạp về dưới vùng hỗ trợ nó bật lên thì những cổ phiếu này anh chị phải chặn lại đi. Hôm trước anh chị nào mua theo Nam con này, hôm trước Nam có khuyến nghị anh chị nhớ chặn lại những mã cổ phiếu này nha, tránh trường hợp nó mất lại. Còn cái yếu tố những con này trend của nó vẫn rất tốt, nếu mà kéo thị trường hoặc là tạo ra một cái yếu tố gọi là xanh vỏ đỏ lòng thì chỉ kéo những con này thôi, bởi vì là dòng tiền đi trên này là dòng tiền của tổ chức rồi, cá nhân người ta không còn đeo bán quá nhiều đâu. Anh chị nhìn dùng đó chính là FPT ha. Những cổ phiếu này là không có yếu tố xấu vào việc bán, bởi vì khi nó đạt xuống dưới này khối lượng nó cũng bé tẹo mà giảm 3,5%, nhưng mà phiên hôm sau nó hồi phục lại cũng gần ok hết, nên là những cổ phiếu nó không phù hợp chúng ta mua mới. Chủ yếu là anh chị có thì anh chị cầm nắm giữ và chờ bán. MWG sắp tới mất 150, và Nam nói với anh chị nhà đầu tư là những video trước rồi đấy, thì bắt đầu nó lên tới đây thì anh chị đâu có lãi thì canh tùy chốt. Hôm trước bên Nam chặn lãi 103 là phiên này nè, mình chặn lãi thôi, cổ phiếu này biết nó tới bao giờ. Nhưng mà target của Nam thì nếu mà mình còn nắm giữ thì cũng chỉ 150 thôi, mình cũng không biết nó sẽ tăng tới đâu. Nhưng mà có thể thấy là những cổ phiếu này chính là những cổ phiếu mà hôm trước Nam nói với anh chị nhà đầu tư đó, nếu kéo thị trường chỉ kéo những con này thôi. Lý do vì sao? Bởi vì là dòng tiền của nó là những dòng tiền nó ít xảy ra bán và không có quá nhiều nhà đầu tư tham gia. Thêm vào đó là các yếu tố mặt suy nghĩ và tâm lý của nhà đầu tư khi không dám mua vào những cổ phiếu thị giá lớn thì nó chỉ kéo những cổ phiếu này. Thì phiên vừa rồi con này tăng rất mạnh, tăng 3,5%, kéo thị trường chúng ta hồi phục rất tốt. Vì thế anh chị lưu ý là những mã cổ phiếu như thế này không phù hợp cho anh chị mua mới, chỉ phù hợp cho anh chị chốt lãi. Bên nào hối chức chặn lãi con này ra rồi để mình gồng lỗ những cổ phiếu khác như thế. BNG
vẫn tiếp tục cái yếu tố tăng giá lên giá 96 nè, khối lượng của nó lớn đạp sâu kéo lên, cái biên độ này quá lỏng để cho anh chị nắm giữ quá lâu. Vì thế anh chị lưu ý là chặn lại giá 95 lúc nam nha, úp lên giá 96 rồi chặn lại giá 95, hoặc là những cổ phiếu này tăng lên thì anh chị căn bán thôi, mình không bao giờ biết được nó đỉnh nó ở đâu, nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu này á úp lên là các yếu tố anh chị phải chặn lại, ví dụ như nó tăng tiếp không sao mà nó quay về lại giá 95 là bán liền, tránh trường hợp nó tụt lại một cây là nó sẽ rất khó xử lý trong các phiên tiếp theo. Còn mua mới thì chắc chắn là không, là ai mà lại mua trong lúc này nó cực kỳ rủi ro, anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? Vinhome ấy, phiên vừa rồi nè nó đạp xuống 5,1%, sau đó kéo ngược lại 1,8%, không nói lên quá nhiều ý nghĩa. Vì thế những cổ phiếu này Nam đánh giá là những phiên mà đeo bám ở đây này, của cổ phiếu nó cực kỳ lớn, nó làm cho cái tâm lý tức là ngày mai là cái lượng hàng đeo bám mà vùng đỉnh ở đây là mười mấy triệu cổ phiếu nó về, mà ở đây là chôn lượng tiền rất lớn của nhà đầu tư cá nhân, những ai mà áp lực đó thì sẽ có những nhà đầu tư đang bị lỗ thậm chí lỗ rất nặng. Còn bên Nam là chặn lại con này 110 rồi, vì thế anh chị lưu ý là các điểm mua của cổ phiếu nó cực kỳ quan trọng, nó không nói lên các yếu tố là nó sẽ kéo lên cho anh chị hòa vốn đâu, đôi lúc là những cổ phiếu nó sẽ hết về mặt dư địa. Vì thế anh chị lưu ý là những anh chị nào mua được con này trong phiên đôi lúc anh chị lãi đi, đúng không ạ? Nhưng mà rõ ràng hàng với anh chị lại lộ, đây là một minh chứng cho việc giao dịch cực khó của thị trường, kể cả những cổ phiếu đẹp như vậy nhưng mà cái yếu tố đeo bám của nó quá lớn dẫn đến cái động lực tăng giá của nó trong các phiên sắp tới rất là khó. Nên anh chị lưu ý là bởi vì cái con này nè, anh chị nhà đầu tư á thấy cái con Masan này nè, lúc mà nó tăng lên anh chị không có tin, tới lúc nó tăng thật á thì bắt đầu là anh chị sẽ thấy, nhìn qua cái con Vinhome này nè, xong bắt đầu là chúng ta sửa sai vào con Masan. Thực ra con Masan là cái con ít sửa đeo bám, nhưng cái con Vinhome này đeo bám rất nhiều. Lý do là nhà đầu tư cá nhân người ta không, lúc đầu người ta thấy Masan chạy mạnh người ta không dám mua, nhưng mà bây giờ người ta thấy con Vinhome chưa chạy là thấy nó up lên là anh chị lao vào mua ngay. Thì tại những thời điểm như thế, những cổ phiếu như thế này nó sẽ ở trong trạng thái là nó sẽ tích lũy lại, hoặc là nó sẽ rủ bỏ nhà đầu tư cá nhân rất là khó. Bởi vì ngày mai áp lực mà cái phim này nè, lượng nhà đầu tư bị kẹp ở đây rất lớn, úp lên thì nhà đầu tư chị hòa là chính, đa phần đang lỗ 5 giá 6 giá đó bình thường. Ai mua trần phiên 111.6 đang lỗ 6 giá mấy. Nên anh chị hình dung là đó là cái cách giao dịch của một tuần vừa rồi, và sắp tới nó cũng sẽ giao dịch như thế. Nó giữ được đây là may, chứ cái đôi lúc nó tụt xuống một cái là anh chị đu đỉnh ngay. Vì thế anh chị lưu ý là các yếu tố về mặt giao dịch của cổ phiếu ở thời điểm hiện tại nó tương đối khó nói, và anh chị lưu ý là các điểm mua của cổ phiếu ông cực kỳ phải là chuẩn thì anh chị mới có thể là giữ được vốn, chứ đừng nói tới cái việc lãi. Chúng ta mua một cổ phiếu mà hàng về chúng ta hòa thôi chúng ta đã ok rồi. Còn các yếu tố mà anh chị cầm nắm lâu dài, hoặc là anh chị uyên bác, anh chị nhìn nhận được các yếu tố lâu dài và là mường tượng yếu tố tương lai của thị trường thì anh chị có thể thoải mái giao dịch. Nhưng mà nếu mà chúng ta không phải là thuộc trong những cái nhóm uyên bác đó thì chúng ta buộc phải nương theo thị trường theo từng phiên và theo từng cái cách giao dịch của thị trường để chúng ta giao dịch tốt nhất. Vì thế anh chị lưu ý là những mã này hồi phục lên bản chất nó chưa nói lên vấn đề gì, chủ yếu từ việc là nhà đầu tư có lãi thì nên chặn đi. Bên Nam bán con này 110 rất nhiều nha, bên mình nhả cái con này 110 rất nhiều, anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? Masan con này kéo về nè, chạm ngay vùng định phía trước của nó vừa qua. Những con này cái sự đeo bán của nó ít hơn con Vinhome nha, thì những yếu tố rung rụ ở đây thì nó sẽ có một nhịp hồi phục đi lên. Thì anh chị lưu ý là nhịp hồi phục này không phải là để anh chị chúng ta mua vào, mà là để cho anh chị chúng ta cầm nắm hoặc là chốt lại, chứ không nên mua vào những cổ phiếu như thế này ha. Cái yếu tố vượt định của những cổ phiếu này là nó có game nó mới đánh như thế, và chẳng qua cái yếu tố rung rụ của nó là hơi rác thôi. Hôm trước là nó hấp thụ lại của những nhà đầu tư đu vào những phiên như thế này là tương đối cao, thì các yếu tố hồi phục và tăng giá của nó trong thời gian tới thì cũng có. Nhưng mà để cho nhà đầu tư chúng ta làm gì, chúng ta canh, chúng ta chốt lại thôi, chứ hoặc là chúng ta cầm, chứ chúng ta không nên là chúng ta mua mới ở thời điểm hiện tại đối với những cổ phiếu này. T+3 là những cái nó rất khó nói, và những cái quá khó nói như vậy thì đôi lúc chúng ta không nên quá gọi là đặt quá nhiều hy vọng, hoặc là chúng ta cố gắng, hoặc là cố đấm ăn xôi, hoặc là chúng ta đãi khách tìm vàng, nó cũng sẽ không hay. Đôi lúc thị trường chúng ta phải biết nhẫn nhịn, và nhẫn nhịn và chờ đợi đó là một trong những cái yếu tố mà chúng ta cần phải biết ở thời điểm hiện tại. Chúng ta cần phải biết là thị trường bây giờ của chúng ta đã lên 1200 mấy rồi, sự đeo bám của thị trường bây giờ nó cũng rất lớn, nên là các yếu tố an toàn nhất là không nên tham gia trading T+ ở thời điểm hiện tại, mà ai có gì thì cầm đó, chờ nó up lên thì chúng ta xử lý, không nên tham gia mới, anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? VIX đạp xuống này lấp cái gap nè, hồi phục trở lên nè, đó cái gap này nè, nó là một cái hỗ trợ mạnh của cổ phiếu trước năm vẽ này, thì nó quay vào đây lóc xong nó kéo lên thì cổ phiếu này nó khả năng sẽ quay lên đây, nó tích lũy lại và nó chờ đợi một trận đánh mới. Đối với ha, VRE hôm trước đạp sàn nè, hôm nay kéo lên đây có ý nghĩa gì đâu, anh chị phải biết những cái phiên này nè đeo bám vào đây một khối lượng rất là lớn, rất nhiều nhà đầu tư, bởi vì họ làm sao, bởi vì trong khoảng thời gian vừa qua họ không mua được những con nhà Vin và họ sẽ kỳ vọng vào con VRE, thì những con này là những con rủ bỏ nhiều nhất. Thì thông thường những mã cổ phiếu như thế này á, thông thường nha, thì nó sẽ tích lũy lại chứ nó không tăng giá ngay đâu.
đăng lên đây là những người mà người ta tham gia ở đây, nên người ta sẽ bán ra ngay. Vì thế nó sẽ ép cho những nhà đầu tư đã cắt lỗ. Có thể một chu kỳ sau của thị trường người ta sẽ kéo với rê thôi, nhưng mà không phải là bây giờ. Nên anh chị lưu ý là những nhà đầu tư mà đeo bám, khi mà họ nhìn nhận về việc là cổ phiếu này nó sẽ kéo theo hai con vít và Vinhome, dẫn đến là cái yếu tố về mặt là người ta đu bám vào những phiên như thế này là có mức giá của họ tham gia cực cao, thì thế là tổ chức người ta thông thường sẽ ép cho cắt lỗ, tích lũy lại thì người ta mới đánh lên trong thời gian tới. Nên anh chị lưu ý đó là VRE, bản chất những con này mua trong thời điểm vừa rồi thực sự không có lãi. Hôm trước bên Nam mua nè, úp lên đây nè, Nam đáo anh chị nhiều tư là nên chặn lại giá 35 ngay, chặn đi giá 35, là mình đã khuyến nghị chặn đi giá 35 nè, ăn nó khó quá. Mình đã thấy được cái yếu tố bứt phá của nó, nhưng mà dòng thứ nhất là thị trường nó không ủng hộ, thứ hai là đôi lúc cổ phiếu này nó cũng đang bị yếu lực hoặc là cái yếu tố đeo bám của nó lớn, thì nó cứ rung rũ liên tục. Nên anh chị lưu ý là VRE cũng có thể là gọi là một câu chuyện của giai đoạn phía sau, nhưng không phải là bây giờ. Nên anh chị lưu ý đó là dòng trụ VRE nha. Tiếp theo là gì ạ? À? VGC này đạp xuống kéo lên, những con này tạo được cái pin cho thị trường cũng tương đối tốt. Novaland thì Nam nghĩ là yếu tố siết chặt của nó thì khả năng nó sẽ có một nhịp đó đâu đó khoảng giá 120 này đấy. Cái yếu tố mà tổ chức nó đánh lên đây rồi nè, nó sẽ chưa dừng lại đâu. Anh chị nào có thì chúng ta cần chờ nắm giữ, chờ một nhịp đánh của Novaland để mình thoát nha. Vinamilk này, khi mà những cổ phiếu này nó về dưới cái vùng giá ở đây khối lượng lớn thì Nam đánh giá chỉ có những con này nè, nó có cái dư địa kéo và đi của chúng ta lên, hay còn nói là khi nó tăng giá đôi lúc cả thị trường chỉnh nhưng có mình con này tăng sẽ đến thời điểm đó. Bởi vì nguyên cái giai đoạn vừa rồi làm gì, cả thị trường tăng có mình con này chỉnh, thì có thể là sắp tới cả một thị trường chỉnh có mình con này tăng. Cái yếu tố tạo đáy của nó là tương đối rõ rồi, dòng tiền lớn của nó vào thì sắp tới là cái yếu tố về mặt là nó sẽ tích lũy lại và đánh lên trong giai đoạn phía sau. Chúng ta phải cực kỳ chú ý với những cổ phiếu như thế này, anh chị lưu ý ha. Sabeco này vẫn giữ được một cái nhịp phía dưới, vì thế anh chị lưu ý là những cổ phiếu vốn hóa lớn nhưng mà ở trong trạng thái đau trong thời gian vừa rồi là những cổ phiếu anh chị phải lưu ý, nhưng mà lưu ý để chúng ta canh trong giai đoạn sau chứ không phải bây giờ. Vì thế dòng trụ nó cũng không phù hợp cho chúng ta tham gia mới. Những ai mà bán hết những cổ phiếu mid chạy qua mua Vinhome, chạy qua mua những cổ phiếu trụ lớn, thông thường ở thời điểm hiện tại không có lãi, và các biên độ giá của những cổ phiếu đó thông thường nó lên tới đây nó sẽ chững. Vì thế anh chị lưu ý là tham gia ở thời điểm hiện tại nếu nó quá khó và cái biên độ cũng như là lợi nhuận để cho bù cho cái rủi ro nó không đạt, thì anh chị chúng ta hạn chế chúng ta tham gia là tốt nhất ha. Thế thì anh chị Việt Nam về dòng thép chúng ta có gì Hòa Phát nè, đấy, đạp xuống hai cây hồi phục trở lại ngay. Những con này mới là những con game mà mạnh, những con này nó có game nó đánh chúng nó va lên, nó tăng lên xong nó điều chỉnh nhẹ nhàng ở đây sau đó bước lên lại thôi. Vì thế anh chị nào có nắm giữ chặn lãi đó, tùy anh chị đầu tư mà chúng ta cũng mua mới thì không, đương nhiên là không rồi, nhưng nếu anh chị nào có thì chúng ta cần mua gia tăng cũng được. Những cổ phiếu này tương đối an toàn về dòng tiền, khi nó đạp xuống là lập tức có người lao vào mua ngay, anh chị lưu ý đó là HBG ha. Hoa Sen nè, tăng được một cây giảm lại hai cây rồi hồi phục trở lại, đâu nó lên vấn đề gì đâu anh chị nhau tư. Anh chị thấy cuộc chơi nó nhanh không? Hôm trước cái phiên này tăng nè, không bán ra hòa vốn, không bán lỗ, nhanh không? Quá nhanh, sau đó hồi phục trở lại đâu nó vấn đề gì đâu. Mua cái phiên bùng nổ hôm trước chạy rất mạnh, ra tin lợi nhuận xong nó đạp cho hai cây đâu là vào đó hàng về lỗ đâu đó khoảng 7-8% ngay. Thị trường bây giờ nó quá khó, mà đã khó như vậy rồi thì anh chị chúng ta hạn chế chúng ta đại các tiền vàng, với lại là cố gắng mà cố đấm ăn xôi thị trường, nếu mà nó quá khó thì hạn chế tham gia ha. Nam Kim nè, bức nè, điều chỉnh trong phiên gãy kéo lại, những con này khối lượng nó quá bé, cho thấy nhà đầu tư người ta vẫn đang lượng lự rất nhiều và nó không đến từ việc tổ chức người ta mua vào, thông tin của nó cũng ra hết rồi. Nên chỉ lưu ý là dòng thép thì mình chỉ coi mức độ hồi phục để mình đánh giá thôi nè. Hồi phục trở lại nè, những con này nè giảm nè, hồi phục trở lại, nó hồi phục trước cái trend của những con này tốt nè, hồi phục trở lại, nhưng mà mình coi là canh Hòa Phát thôi. Thì đây là một trong những mã cổ phiếu bên em vẫn còn cầm nắm, có anh chị cầm nắm, có anh chị bán chút lại, nhưng mà đa phần nhà đầu tư cá nhân bên em vẫn còn cầm. Thì những con này thông thường á, trong cái giai đoạn vừa qua á, mình có con này á, thì dẫn đến là cái yếu tố về mặt lợi nhuận của mình vẫn còn đảm bảo để nó bù lỗ được cho những mã khác. Còn ở thời điểm hiện tại không ai mua cổ phiếu này cùng lãi đâu anh chị nhà đầu tư, không ai thần thánh gì đâu. Nên anh chị lưu ý là mình có mã lãi, mình bù cho mã lỗ và mình vẫn sinh ra lãi đó, mình thành công. Còn ở thời điểm hiện tại mà ai mà nói mà tôi đầu tư con nào thắng là nó phết đấy, anh chị lưu ý là trừ trường hợp mà anh chị all in vào những cổ phiếu trụ. Còn đối với một cái dàn danh mục mà anh chị dàn trải qua năm từ 3 ngành trở lên thì đa phần anh chị sẽ không có quá nhiều lãi đâu anh chị, hình dung thậm chí còn lỗ nặng trong cái dịp vừa rồi, nên anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì ạ? Chứng khoán chúng ta có gì ra nè, thì những cổ phiếu nào hôm trước nó đạp hơi lỗ tay đúng không, em nói là nó đạp hơi lỗ tay thì cái yếu tố hồi phục của đây là đương nhiên, thì nhưng mà hồi phục lên là canh bán nha, không có mua những cổ phiếu như thế này, bởi vì cái yếu tố mà nó đi ngang là rủ xuống thì nó hồi phục ở đây đâu nó lên vấn đề gì đâu. Những ai chắc gì ai đã bắt đáy cái phiên này, hàng về chắc gì những phiên này sinh ra lại, nên là cái yếu tố về mặt ai cầm nắm con này trong cái quá trình vừa rồi á,
nếu mà những ai lại con này trong cái phiên bắt đáy vừa rồi thì nó cũng chỉ là ở trong trạng thái chưa về, còn những hàng về ở thời điểm hiện tại hay còn nói là khả dụng á thì đa phần đều lỗ, nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu này úp lên để mình canh, mình nhả ra bán cắt lỗ hoặc là mình bán hòa vốn đi, chứ mình không nên tham gia ở thời điểm hiện tại. Những con này gãy chờ đợi nó rất là lâu. HCM nè, tích lũy nè, rũ xuống y chang SSI thì cái yếu tố hồi phục lên canh bán, đây là kháng cự rất mạnh của cổ phiếu, canh nhả đi nha. SHS nè, đi ngang nè, rũ xuống đạp rất mạnh, hồi phục ở đây khối lượng yếu như thế này đâu có nói lên các vấn đề gì, tăng một phiên không phải là cái mà anh chị quá gọi là hưng phấn, nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu nó úp lên là canh bán đi, giá 30 cho biết nha. VCI, những con này chạm vào dưới vùng dưới nó đã điều chỉnh quá lâu à, trong một tuần vừa rồi, gần hai tuần vừa rồi gần như con này đều gãy thì nó chỉ hồi phục đâu đó khoảng 2,3% ở đây cũng chưa nói lên vấn đề đâu. Úp lên là để bán chứ không phải úp lên là anh chị can tham bắt thanh giá bắt đáy mà mua đâu. Vùng này bán nè, vùng này bán nè, hai vùng anh chị lưu ý giúp Nam, đó là dòng chứng khoán VND nè. Con này thì may ra nó mạnh hơn, nó sẽ giữ trần ở giá 36 và nó chờ đợi thị trường chung, cái yếu tố rủ qua của nó là hồi phục, là quay trở lại nền giá 36 là tương đối tốt, vì thế đây hay còn nói là đây là cái vùng tổ chức người ta sẽ canh, người ta mua lại, nên anh chị lưu ý giúp Nam đó là VND thì mình sẽ chờ đợi con này trong nhịp sau. AGR nè, rơi xuống chạm vào vùng hỗ trợ này, những con này giao dịch khối lượng nó thấp lắm, nó đến từ việc rũ bỏ nhà đầu tư cá nhân thì nó hồi phục trở lại thôi, không có yếu tố gì quá to tát đúng không ạ. BSI này, y chang rơi xuống về đúng cái vùng hỗ trợ, sau đó bật lên lại thì những cổ phiếu này nó sẽ tích lũy lại tạo ra một cái mẫu hình nào đó, thì những cổ phiếu này mới là những cổ phiếu có khả năng tạo ra mẫu hình, còn những cổ phiếu khác thì thông thường nó không có, nhưng mà nó chưa tạo xong thì mình chỉ đi ngồi rinh đó, chưa nên tham gia gì thêm ở thời điểm hiện tại. SBS này, tích lũy nè, rũ xuống hồi phục trở lại, quay lại về mức giá 8 không phải là cái yếu tố anh chị phải tham gia nha. Lưu ý là những cổ phiếu này hòa vốn là phải canh nhã, cái yếu tố rung rũ ở đây cũng nó chưa đủ đâu, bởi vì nhà đầu tư cá nhân ở đây là vẫn không kẹp, chưa nhã mà khối lượng ở đây bé như thế này, trời cả giảm xuống và kéo lên cho thấy nhà đầu tư cá nhân không nhã, mà không nhã thì hồi phục lên là cái nhịp tốt để anh chị canh bán ra, anh chị lưu ý ha. ABS nè, tích lũy nè, rũ xuống tạo gãy nên rũ thì nó sẽ chờ đợi ở đây thêm một khoảng thời gian. Đó chính là một số cổ phiếu dòng chứng khoán anh chị lưu ý ha. Tiếp theo anh chị nhiễm đang về dòng dầu khí, chúng ta có gì? BVD đi ngang nè, rũ xuống là cái yếu tố cần thiết, nhưng mà ở đây nè có khả năng là một bộ phận nào đó người ta vẫn không kịp, người ta chưa bán ra nên khối lượng của nó quá bé, rũ rất mạnh mà người ta cũng không nhả thì nó sẽ tích lũy lại ở đây chẳng hạn. Thì nhìn chung là đối với Nam đây là một trong những cổ phiếu mang yếu tố chiết khấu gần đủ, thì đôi lúc là cái yếu tố chiết khấu ở đây mình phải chờ, mình phải chờ một cây nào đó nó mang yếu tố về mặt là ép lượng cung ra hoặc là cái lượng hàng nhà đầu tư cá nhân phải thoát ra đã. Còn người ta bị kẹp ở đây tương đối lâu, người ta không nhả thì những cổ phiếu như thế này chờ đợi rất là lâu. Mặc dù là về đây nó sẽ tạo ra một cái vùng giá 20, nhưng có thể nó sẽ về tiếp dưới giá 18 hoặc thậm chí là bao nhiêu ạ? Thậm chí là 16. Để làm gì? Để nó rủ bỏ nhà đầu tư cá nhân ra ngoài. Còn yếu tố rủ ở đây nè, khối lượng bé như thế này thì có mấy ai nhả đâu, gần như không ai chịu nhả, thì có thể khả năng này cổ phiếu nó sẽ rủ tiếp, tức là động lực tăng giá của nó bị yếu đi. Còn nếu nó tăng lên đây là nhà đầu tư sẽ bán ngay, bởi vì vùng đây chính là cái vùng hòa vốn của họ này. Nên anh chị lưu ý là những mảng cổ phiếu này anh chị hạn chế tham gia, chờ đợi con này ở một cái nhịp khả năng là quý 3 và quý 4 đối với dòng dầu khí ha. BVS tương tự nè, tích lũy là rủ xuống hồi phục, phiên này nói lên vấn đề gì đâu. Con này giờ ai cũng chỉ mong quay về giá 23 cho biết để canh chốt thôi, chứ còn những nhà đầu tư mà đeo bám ở đây nè, mua lại trong vùng giá đáy ở đây 53% họ cũng bán, tức là áp lực bán của nó quá lớn, lượng kẹt thì lại rất nhiều, vì thế anh chị lưu ý được cái lượng đeo bám lớn như thế cổ phiếu rất khó tăng. BLX, những cổ phiếu này cũng như vậy, nhìn ở đây tích lũy nè, đang quan sát chờ đợi, thì những con này rũ xuống cái yếu tố rũ của nó sẽ liên tục tạo nền, và khi nào nó rũ bỏ hết lượng nhà đầu tư ra thì mới ok. Thì những con này có yếu tố khi nó rũ xuống cái khối lượng của nó có sự gia tăng nè, cho thấy nó cũng có người bán, mà khi những người bán là những vùng giá thấp như thế này thì cổ phiếu này nó mới có yếu tố dư địa tăng giá tốt vào thời gian tới. Tức là những cổ phiếu này nó rũ có volume, còn những cổ phiếu này nó rũ không có volume nè, mà những cổ phiếu nó rũ không có volume chứng tỏ cá nhân người ta không bán ra nhiều. Con này có volume một ít một tí, nhưng con BVD là không có luôn, rất ít, nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu này nó không phải ít nhà từ cá nhân thoát ra một nhịp nữa. Nếu mà chiết khấu ở đây không đủ, nó sẽ ép cái mức chiết khấu tốt hơn để cho nhà đầu tư cá nhân bán ra, thì lúc đó cổ phiếu nó có đi sang một cái hướng khác. Nên anh chị lưu ý giúp em, đó là BVD ha, BLX nè, GAS nè, quay là cái vùng nền giá 86 nè, thì cái giai đoạn up lên của cổ phiếu là cái giai đoạn tốt để anh chị canh bán. Đó là GAS ha. BVT tích lũy nè, rũ xuống kéo lên không nói lên vấn đề gì, canh hồi lại là bán, đây là kháng cự rất mạnh của cổ phiếu, vùng giá 17-18 là kháng cự rất mạnh của BVT nha. BSR đi ngang rũ xuống nè, hồi phục trở lại một phiên nói lên vấn đề gì đâu anh chị nhau tư, hồi lên là canh bán ngay, anh chị không bán nó sẽ tích lũy rất là lâu, lượng nhà đầu tư bị kẹp ở đây rất nhiều, không biết khi nào cổ phiếu nó mới hoàn thành được mẫu hình mới đâu. Nên anh chị lưu ý những cổ phiếu như thế này là chúng ta cần phải bán cái nó hồi phục nha. Bao này rất anh chị hỏi Nam một con bao
rụ xuống về dưới hỗ trợ rất mạnh, đừng có bán ra. Hồi phục lên thì các nhịp hồi phục chỉ cần lên giá 13 là canh nhả đi. Lên tới đây nhà đầu tư kẹp nhiều lắm, họ sẽ bán ra đấy. Nên anh chị lưu ý là trong các cổ phiếu này, anh chị mà canh những con này nó hồi được miếng nó càng nhanh thì anh chị bán càng sớm càng tốt, tránh trường hợp ôm dưa và tránh trường hợp không biết thế nào nó tăng. Anh chị lưu ý đó là một số cổ phiếu dòng dầu khí ha. Tiếp theo dòng bất động sản này chúng ta có gì? Chúng ta có đất xanh nè, bước lên nè, hàng về lỗ nè, bên Nam nè, lỗ đúng không? Hôm trước mình mua ở đây nè, bước lên hàng về có lãi không bán là lỗ nè. Thì phiên này là đang lỗ nhẹ một chút thì có thể là những cổ phiếu nó sẽ cầm chờ đợi, thì nó vẫn đang giữ quanh cái giá 24. Thì cái chu kỳ của nó là một cái chu kỳ tích lũy định ở đây là tương đối lâu rồi đó. Nó một cái biên sideways ở đây là của nó là tương đối lâu. Và anh chị lưu ý là những cổ phiếu nó tích lũy càng lâu như thế này tức là nó sẽ đang kỳ vọng một cái game. Tức là cổ phiếu này không phải là tổ chức người ta dìm giá mà là cố gắng người ta ép nhà tư cá nhân bán ra. Thì hôm trước nó ép bán ra giá 23 cho biết nó mua lại thì nó kéo lên giá 24 tương đối ok. À, chị lưu ý là cái lượng hàng về nhiều nhà đầu tư cắt lỗ là thế. Phiên hôm trước này bùng nổ nè, hàng về là lỗ. Bùng nổ hàng về là lỗ, thấy khối lượng vào đua vào cái hàng về lỗ. Thị trường là thế, quá khó cho anh chị nhà đầu tư tham gia ha. Tiếp theo là gì? Long Điền nè. Đạt vào vùng hỗ trợ đang nói rất kỹ rồi đúng không? Hồi phục lên nhưng mà các yếu tố hồi phục lên giá trên 8 mà canh bán đi. Nhá. Nam Long nè. Về dưới hỗ trợ đáy nè, bước lên thì những cổ phiếu nó sẽ đi ngang sideways nó không gãy, nhưng mà dư địa tăng giá của nó thì anh chị phải lưu ý là những con này nè, nó mang yếu tố hơi bao cung, nên là đối với những tin tức đó khả năng ngày mai nó cũng sẽ tăng giá, nhưng mà không phù hợp cho anh chị tham gia đâu. Những con này nó nhìn hơi giống con Khang Điền này nè, đó hơi giống con Khang Điền, thì cái yếu tố bứt phá của con này trong giai đoạn phía sau là chút lại. Hôm trước năm đó anh chị nào thích á, thì mua con này được, nhưng mà trong giai đoạn này thì mình không nên mua được. Anh chị lưu ý là canh chút lại những mã cổ phiếu như thế này. Nhà Từ Liêm hồi phục lên là canh bán ngay giá 27 nè, canh bán những cổ phiếu đi đừng có chờ đợi, những cổ phiếu này sẽ chờ đợi rất chờ nó rất là lâu. Hồi phục lên con Hà Đô này, hồi phục lên canh bán đi. Khi mà nó rơi về một số cái mẫu hình lớn như thế này nè, hồi phục lên là cái điểm canh bán, bởi vì khả năng rất cao mà thị trường xấu nó rơi vào các mẫu hình va đầu va thùng nó về túc dưới vùng giá 25 liền. Anh chị lưu ý những mã này nó rủ, nó sẽ rủ rất nhanh, bởi vì đây là cái chu kỳ mà nó chỉ cần thủng qua cái giá 35 nó sẽ rơi vào chu kỳ đè giá, thì nó sẽ chờ đợi một cái nhịp mới nó cực kỳ lâu. Nên anh chị lưu ý đó chính là Hà Đô ha. Dòng bất động sản thì nhìn chung có con đất xanh là nhìn được nhất, bởi vì các yếu tố là tích lũy của nó ok, nhưng mà chủ yếu là mình làm gì, mình cầm chờ nó up lên mình bán chứ mình không có mua mới ở thời điểm hiện tại nhá. Phân bón nè, có Đạm Phú Mỹ nè, đạp xuống kéo lên khối lượng của nó bé quá, thì những con này nè cái yếu tố tăng lên mà anh chị thấy đang lỗ 4% thì bán một nửa, 8% cắt hết. Không nên mua mới đối với những cổ phiếu nào ở thời điểm hiện tại, không có mẫu hình gì để mua cả. Hôm trước là một mẫu hình cấu trúc tăng đi lên nhưng mà bị fail nè, thị trường chung xấu là tổ chức nó tháo luôn, nó không đánh nữa. Đạm Cà Mau nè, tích lũy nè, rụ xuống thì các yếu tố hồi phục ở đây nè, khi nó hồi lên giá 17 là canh nhả đi. Những cổ phiếu nó phải canh nhả càng sớm càng tốt, bởi vì người ta kẹp ở đây rất nhiều. Anh chị hình dung là những nhà đầu tư bị kẹp ở đây cực kỳ lớn, mà khi người ta bị kẹp như thế cổ phiếu rất khó lên. Nên là những cổ phiếu nó sẽ tích lũy rung rụ hết nhà đầu tư đeo bám trong giai đoạn này thì nó mới có thể đánh lên trong thời gian tới. Anh chị lưu ý đó chính là dòng phân bón ha. Tiếp theo là dòng dòng khu công nghiệp, chúng ta có gì? SSC nè, nó đạp vào đây xong nó hồi phục phiên đây, nó lên vấn đề gì anh chị đầu tư? Có nhiều lần này nó đạp vào xong nó hồi lên các phiên sau nó lại tụt lúc nó bình thường, nên anh chị lưu ý là những cổ phiếu mà nó hồi lên như thế này là cơ hội tốt để anh chị bán ra, chứ không phải là anh chị hy vọng đâu. Bởi vì lên trên này có rất nhiều người đang bị kẹp ở đây nè, người ta sẽ tạo ra một áp lực bán cực lớn cho cổ phiếu, và những cổ phiếu nó đã qua một cái mẫu hình là vai đầu vai rồi, thì lúc này cổ phiếu nó thủng qua giá 36 là cái điểm mua của nó gần như không còn, mà chủ yếu là các điểm hồi phục lên là anh chị cần bán. Đó là dòng bất động sản công nghiệp ha. IDC nè, thủng qua giá 35 là các điểm hồi phục lên là các điểm anh chị cần bán đi. Cái mức này không phải là cái mức để anh chị kỳ vọng cho việc tham gia đâu. Những cổ phiếu mà đánh rất là ác và những cổ phiếu nó không có yếu tố hồi phục lớn từ tổ chức, chủ yếu đến từ việc là tổ chức người ta ngưng bán nhà đầu tư và bắt đáy, thì ngày mai bút là T3 mà nó bán anh chị sẽ rất khó đỡ. Anh chị lưu ý ha. KBC nè, đạp thủng qua cái vùng này hồi phục lên phiên này, đâu có nói lên vấn đề gì, đa phần những nhà đầu tư bị kẹp con này đều đang lỗ, chứ có ai lãi đâu. Trong cái giai đoạn này, trước đó thì em không nói, nhưng đa phần những ai tham gia trong giai đoạn này đều không sinh ra lãi, ngược lại lại đang lỗ. Nên anh chị lưu ý là những mảng cổ phiếu như thế này nó hồi lại một phiên không phải là các vấn đề lớn nha. Hôm vừa rồi nó tăng lên 7% nhưng đâu phải là các vấn đề mà anh chị cần phải quá lưu ý và quan tâm. Bởi vì sao? Bởi vì là bản chất nó không sinh ra lãi, mà chỉ là nó hồi phục lại thôi. Sau một cái phiên giảm mạnh 7% thì phiên hôm sau hồi phục là 7%, lấy lại phiên hôm qua không phải là cái yếu tố nó lên vấn đề. Ita nè, hồi phục lên canh bán đi. Những con này nó rủ như thế này nó sẽ chờ đợi rất là lâu, và chúng ta phải chờ đợi những con này ở một nhịp sóng mới chứ không phải bây giờ. Vì thế anh chị lưu ý là ở thời điểm hiện tại nó không có quá nhiều cổ phiếu để cho anh chị tham gia, dòng tiền nó không vào, cái yếu tố về mặt mẫu hình cổ phiếu không đạt, ngược lại cái yếu tố về mặt là tổ chức người ta tham gia không có, chủ yếu đến từ việc là thị trường nó hồi phục. Thì cái yếu tố hồi phục này nó đến từ việc nhà đầu tư cá nhân vừa bán quyết liệt trong ngày hôm trước,
sau đó quay trở lại mua vào thị trường ở thời điểm hiện tại, và làm cho cái mức độ tăng giá của thị trường nó nóng lên. Và nhưng mà khi mà anh chị không biết được là anh chị có thể bán ra được, nhưng khi anh chị mua lại thì lại là T3. Nên chị lưu ý là các dạng tham gia của thị trường ở thời điểm hiện tại nó cực khó. Mà khi nó đã quá khó như vậy, hoặc là chúng ta cảm thấy là không có cơ hội mà chúng ta giải ngân để tìm kiếm ra lợi nhuận ở thời điểm hiện tại, hoặc là khi mà cổ phiếu đi lên nó gặp quá nhiều áp lực bán, thì cái mà anh chị cần làm đôi lúc là mình chỉ nên chốt lại, hoặc là chặn lại, hoặc là chúng ta cầm và chờ đợi một thời gian mới, một cơ hội mới, hoặc là một sự diễn biến mới của thị trường. Tất cả các anh chị nhà đầu tư mà họ đang có mua không Nam, mà có nghĩa anh chị cũng nên mua. Mỗi người có một góc nhìn ha. Còn đối với góc nhìn của Nam thì luôn luôn muốn an toàn cho anh chị nhà đầu tư trước. Lên 1.250 như thế này thì mình cũng không có lý do gì để khuyến nghị anh chị nhà đầu tư mua cả. Ở cái vùng 1.150 mình đã khuyến nghị anh chị phải nên kiên cường với cái sự mà rung rụ của thị trường. Nhưng lên tới vùng 1.250 bản thân mình cũng không tự tin ở thị trường ở thời điểm hiện tại. Chủ yếu là ai cầm gì còn gì thì cầm đó. Bên Nam còn cổ phiếu nào thì mình cầm cổ phiếu đó, nó hồi lên bao nhiêu mình sẽ canh chốt bao nhiêu, chứ mình cũng sẽ không giải ngân mới ở thời điểm hiện tại, và mình sẽ chờ đợi thị trường ở một cái bước cuộc chơi mới, một bước giá mới, và mình cũng không có ở trong trạng thái xoay tua liên tục nhà đầu tư. Ở trong thời điểm hiện tại cũng sẽ có rất nhiều người ta bán ra mua vào liên tục, người ta sẽ canh cái nhịp mà giảm xuống mua vào xong tăng lên bán ra, gọi là trading ngay trong phiên, nhưng bản chất anh chị vẫn bị kẹt là T cộng. Cái cách giao dịch đó nó chỉ phù hợp trong các trạng thái uptrend của thị trường thôi. Còn đối với các dạng thị trường mà nó ở trong trạng thái mà vào vùng đỉnh, vùng đỉnh là một cái vùng mà chúng ta có thể nói có thể là biên độ của nó cả trăm điểm, nhưng mà cái vùng này thì là một cái vùng nó tương đối khó nói. Thì đợt trước mà Nam có nói với anh chị nhà đầu tư bên Nam á, ngày mai mốt Nam sẽ post cái nhận định của Nam lên YouTube để cho anh chị có thể hình dung, là trước đó Nam cũng đã nói là có là cái nhịp mà thị trường của chúng ta watch là dưới đây nè, thì thị trường của chúng ta sẽ có một nhịp kéo lên cái vùng 1.250-1.300. Trong cái vùng này chính là cái vùng mà target mà Nam đang hướng tới. Thì sau đó diễn biến như thế nào thì Nam sẽ update lên cái kênh YouTube này cho anh chị nhà đầu tư ở trong giai đoạn sau. Và bởi vì là nếu mà update bây giờ thì anh chị sẽ tương đối hoang mang, nên anh chị lưu ý là đối với cái cách nhận định cũng như là cái cách giao dịch của Nam ở thị trường hiện tại, thì cũng chia sẻ với anh chị nhà đầu tư là mình sẽ không tham gia ở thị trường này. Chủ yếu là mình làm gì, chủ yếu là mình sẽ canh các cổ phiếu up lên mình bán, mình sẽ chủ động là mình chờ đợi thị trường một cơ hội mới, có thể nó sẽ tích lũy lại ở đây chặt chẽ và tạo ra một mẫu hình mới sau một thời gian, sau đó mình sẽ tham gia lại thị trường khi nó đạt đủ các yếu tố và mặt thỏa mãn hệ thống giao dịch bên Nam, thỏa mãn hệ thống với cách mà Nam mua bán giao dịch, cũng như là hỗ trợ anh chị nhà đầu tư từ khách hàng hoặc là khách hoặc là những nhà đầu tư trên YouTube làm sao tốt nhất cho anh chị nhà đầu tư là được. Còn bản thân Nam thì ở thời điểm hiện tại thì mình cũng sẽ hạn chế tham gia và chờ đợi một cơ hội mới của thị trường ha. Nhìn chung thì mỗi người một góc nhìn, hôm nay đúng mai sai cái đó cũng không phải là cái vấn đề lớn, chủ yếu là anh chị cần phải hành động như thế nào phù hợp cho anh chị nhà đầu tư thôi. Giống như bên Nam hôm trước gồng lỗ, nói là mình gồng lỗ chờ hồi phục rồi mình bán, đó là những quan điểm rất là rõ ràng mà Nam chia sẻ với anh chị nhà đầu tư hôm trước. Nam nói Nam lỗ đúng không, bên Nam khách hàng bên Nam lỗ, cái đó là những cái mà chúng ta phải công nhận và thừa nhận với nhau, chứ không phải là mình lỗ mà mình nói mình lãi, có đâu. Những cổ phiếu nào mình lãi mình nói mình lãi, những cổ phiếu mình đang lỗ trong ngắn hạn là mình phải lỗ, chờ nó hồi phục lên để mình xử lý và mình chờ đợi một cơ hội mới, chứ mình không ở trong trạng thái là mình cố gắng là mình sẽ tìm kiếm đại cát tìm vàng, hoặc là sẽ tìm kiếm dòng này dòng kia, hoặc là tìm kiếm cái sự bùng nổ của thị trường. Yếu tố bùng nổ của thị trường là tốt, nhưng mà ai bắt được thì ok, còn những ai mà chúng ta có hàng cũng đó là một cái chúng ta cũng có lợi nhuận mà, không phải không. Nên anh chị lưu ý là đôi lúc thị trường này thì anh chị chỉ cần tham một phiên thôi anh chị sẽ mất rất nhiều. Vì thế anh chị lưu ý là đôi lúc chúng ta phải biết, có thể là chúng ta có một mức lợi nhuận đó có thể là 100 triệu đi, nó rớt mất còn 10-90 triệu, anh chị cũng không biết thỏa mãn là được. Hạn chế chúng ta cố gắng là đòi lại 10 triệu đó mà nó sẽ mất đi rất là nhiều thứ trong giai đoạn phía sau. Đó là một số cái kinh nghiệm của Nam giao dịch trong quá khứ, cũng như là cái cách mà tổ chức Việt Nam người ta vận động ở trong thời điểm này, cũng như là cái cách mà cái ứng biến của thị trường nó như thế này. Thực ra là mình đã có dự báo trước cho anh chị nhà đầu tư rồi, giống như là cái cách mà ở đây nè, cái lúc này là càng lên là vùng đỉnh càng thấy những cảnh như thế này thôi, đúng không? Nhà đầu tư thì người ta sẽ cất lót quyết liệt và mua lên quyết liệt, mà khi mà người ta làm như vậy thì thị trường của chúng ta sẽ tạo ra những cái bước sóng rất là lớn, và những cái này mình đã từng chứng kiến trong quá khứ. Vì thế là những cái này mình sẽ chia sẻ lại cho anh chị để anh chị có thể có một cái tâm lý nó chúng ta chuẩn bị trước, thì khi mà chúng ta gặp nó chúng ta cũng không quá hoang mang, hoặc là thị trường này mình sẽ có những cái mà mình hỗ trợ kịp thời cho nhà đầu tư. Giống như là mình thị trường này đạt nó không sợ hãi nhưng kéo cũng không hưng phấn, nên anh chị lưu ý là cái nào tới thời điểm nào thì mình xử lý ở thời điểm đó nó rõ ràng và nó tốt nhất, làm sao cho danh mục của anh chị tránh trường hợp bị kẹt mua mới, lao vào các cuộc chiến mà giao dịch liên tục rồi chủ yếu quanh lại là còn lỗ và mức phí lãi suất nữa, nên là nó không ok đâu. Nên anh chị lưu ý là thời điểm hiện tại thì đối với Nam thì anh chị nên cố gắng an toàn, giữ cho mình một cái yếu tố về mặt là lợi nhuận cũng như là canh bảo toàn vốn một cách tốt nhất là ok. Nhớ là các điểm mua của anh chị nhà đầu tư, nếu anh chị lỡ mua mà hàng về lỗ 4%, cắt một nửa, 80% cắt hết,
tránh trường hợp ôm dưa vào thị trường ở thời điểm sắp tới nó cực kỳ nhạy cảm và cực kỳ khó nói, nên chị lưu ý giúp Nam ha, nhớ một số cái nguyên tắc. Chốt lại, bảo toàn vốn và cắt lỗ. Cắt lỗ có hai nguyên tắc, từ điểm mua cắt lỗ 4%, cắt 50%, 8%, cắt hết không chờ đợi, anh chị lưu ý ha. Ok, cùng cảm ơn tất cả các anh chị nhà đầu tư chúng ta đã lắng nghe cái video này. Nếu chị thấy hay thì anh chị nhớ chia sẻ video của Nam tới rất nhiều anh chị nhà đầu tư khác, cũng như là mình nhớ đăng ký kênh đồng hồ Nam nhé. Hẹn gặp lại anh chị vào video tối mai. Khi mà diễn biến thị trường của chúng ta bước sang một câu chuyện mới thì Nam sẽ hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư thêm một số cái góc nhìn về thị trường và sẽ cùng nhau vượt qua thị trường, dù có thăng có trầm như thế nào đi nữa thì cùng cố gắng là mình tạo toàn vốn trên thị trường này là một cách tốt nhất ha. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều, chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại anh chị vào video tối mai.